Xin chào Queen, lại là mọi người đây. Hôm nay mọi người sẽ gửi tới Queen bộ Transformers siêu hot hit một thời này nha. Mở đầu tại năm 1897, một con tàu thám hiểm không may bị mắc kẹt ở Bắc Cực. Lúc mà tất cả thủy thủ đoàn đang ra sức phá băng để giải cứu con thuyền, đàn chó dường như đã cảm nhận được thứ gì đó, lập tức chạy mất. Cả thủy thủ đoàn chạy theo lôi chúng lại. Đột nhiên, thuyền trưởng Wiki cảm thấy điều bất ổn. Một giây sau, ông ta rơi vào một cái hố băng. Vừa bắt đầu hoàn hồn lại, thì khung cảnh trước mắt không khỏi khiến ông ta kinh ngạc. Đây là một con robot khổng lồ. Một hành động vô thức của ông Wiki đã kích hoạt hệ thống định vị của robot. Mắt của con robot phát ra một tia chớp, in một thông tin bí mật lên kính của ông ta. Thông tin này chính là vị trí của khối lập phương Allspark trên trái đất. 200 năm sau, chất của nhà thám hiểm này tên Sam, đen kính của ông cụ cố giao bán trên lớp học, chỉ để gom tiền mua một con xe. Nhưng cái kính vỡ như vậy ai thèm mua. Sau khi tan học, Sam lại càm ràm với bố về chuyện mua xe. Bố cậu cũng keo kiệt, chỉ mua cho cậu ta một chiếc xe cũ. Anh rất thất vọng, nhưng một con xe cũ màu vàng đã thu hút sự chú ý của cậu ta. Đặc biệt vô lăng của nó cũng khá ngầu, thôi thì chọn chiếc này. Ông seller da đen vừa lỡ miệng chê con xe Sam chọn, đột nhiên nghiệp quật. Ở bên này, một chiếc máy bay không xác định đang hạ cánh xuống căn cứ quân sự Mỹ ở dốc Senkata. Tất cả quân lính cầm súng trực sẵn, đột nhiên chiếc máy bay biến hình. Đây chính là Breakout thuộc phe Decepticon đến trái đất để tìm ra khối lập phương Allspark. Dưới sự tấn công ác liệt của nó, toàn bộ căn cứ không kịp trở tay. Sau một hồi giao chiến, căn cứ dường như bị sập hoàn toàn. Mục tiêu của nó là lấy số liệu của quân đội. Rất nhanh nó đã lấy được dữ liệu căn cứ. Chỉ huy lập tức cắt đường dây, thành công ngăn cản việc lấy dữ liệu, nhưng căn cứ đã trở thành một bãi hoang tàn. Cuối cùng chỉ còn lại một tiểu đội nhỏ còn sống sót. Chuyện xảy ra quá đột ngột, liệu có phải con người phát động tấn công hay không? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lập tức triệu tập cuộc họp với các chuyên gia hàng đầu để phân tích về vụ tấn công này. Chưa bao lâu Maggie đã phát hiện ra, có vẻ những kẻ này lại xâm nhập vào mạng một lần nữa. Lúc này trên không quân số 1 của Tổng thống, một con robot nhỏ đang thoăn thoắt điều khiển. Nó chính là Frenzy, gián điệp của Breakout. Rất nhanh nó đã tìm thấy tài liệu của hồ sơ dự án Iceman. Thứ này khớp hoàn toàn với tín hiệu của Kata. Maggie nhanh chóng gọi mọi người. Chỉ huy ra lệnh lập tức cắt tất các đường truyền. Frenzy vừa tải được tệp tin của nhà thám hiểm Wiki thì tín hiệu bị ngắt. Khi không quân số 1 hạ cánh, quân đội kéo đến bao vây. Frenzy đã nhanh chân trốn thoát lên một con xe cảnh sát. Con xe cảnh sát này cũng chính là một con robot thuộc phe Deception, tên là Barricade. Chỉ với từng này tin tức lấy được, Breakout đã biết Megatron đã gắn vị trí của khối Allspark lên một cái kính. Và chủ nhân của chiếc kính này chính là Sam. Vừa hay, Sam lại là đối tượng bắt nạt của một nhóm quân đồ trong trường. Trong trường đội bóng bầu dục của trường, Sam còn không dám thở mạnh, càng không dám nhìn thẳng bạn gái của cậu bạn kia. Nhưng cậu bạn này là một gã đầu óc ngu si tứ chi phát triển, rất nhanh đã chọc giận bạn gái. Sam nhận thấy cơ hội của đời mình đã đến, lập tức lái xe đến mời cô nàng lên xe. Cuộc trò chuyện vô cùng ngượng ngùng, nhưng con xe không nghe theo điều khiển của Sam, cố ý đưa hai người ra vùng ngoại ô rồi chết máy. Cô nàng này tên Michaela, học được kỹ thuật sửa xe từ bố. Nhưng mắt của Sam không hề để mắt đến chiếc xe nổi một giây, kích động quá suýt nữa còn chảy cả máu cam. Về đến nhà, Sam đang tưởng tượng không biết đặt tên con là gì, thì cậu kinh ngạc phát hiện con xe mới mua đã bị lái đi trong đêm. Cậu ta tưởng rằng có người trộm xe, liền vội vàng đạp xe đạp đuổi theo. Đuổi đến một công xưởng bỏ hoang, liền nhìn thấy xe của mình sống lại. Thấy vậy Sam vội vàng báo cảnh sát. Cảnh sát nghe xong cậu ta trình bày tưởng cậu ta bị điên, không thèm quan tâm. Kết quả sáng hôm sau chiếc xe tự động trở về nhà. Cậu ta lại đạp chiếc xe đạp bỏ chạy. Vừa chạy đến trước mặt cô nàng Michaela thì ngã xe, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Brad. Rất nhanh Sam lại bị truy đuổi đến một bãi đậu xe. Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Sam tưởng rằng gặp được cứu tinh. Kết quả xe cảnh sát chính là Barricade. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Con robot khổng lồ hất văng Sam rồi hét lớn. Lúc này còn ai quan tâm Sam đến kính nữa. Sam lập tức bỏ chạy. Michaela lo lắng cho Sam liền đuổi theo, bị Sam tông vào ngã sõng xoài. Thấy Barricade đuổi đến, chiếc xe vàng Bomber xuất hiện kịp thời cứu được hai người. Hai người ngồi vào xe rồi tiếp tục bỏ trốn. Sau khi trốn vào trong công trường, Bomber lập tức biến hình tiếp chiến với Barricade. Barricade xông đến lật đổ Bomber, rồi thả gián điệp Frenzy ra. Bomber lao vào đánh nhau với Barricade, rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Frenzy đuổi theo Sam, suýt nữa lột sạch quần của cậu ta ra. Michaela cầm một cái cưa xong đến lập tức cắt Frenzy thành mảnh vụn. Đúng là đừng nên chọc giận phụ nữ. Ông nào không đăng ký kênh ủng hộ thì liệu hồn với Queen đấy nha. Sau khi xử xong Barricade, Bomber nói với hai người. Nó đã thông báo với cấp trên và có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hai người. Trong lúc ba người đang nói chuyện, não của Frenzy đã lắp ghép thành điện thoại và trốn vào trong túi sách của Michaela. Trên đường đi, Michaela lỡ lời nói sai một câu. Điều đó đã động vào lòng tự ái của Bomber. Tại sao là người máy siêu hiện đại như thế rồi mà lại phải biến thành chiếc xe Camaro cà tàng này? Bomber tức giận đuổi hai người xuống xe, quay đầu quét qua chiếc xe bên cạnh. Khi quay trở lại đã trở thành một chiếc xe đua siêu ngầu. Bên ngoài trái đất lúc này vài thiên thạch bắt đầu rơi xuống. Cứ tưởng sao băng Sam tí thì chắp tay nguyện cầu bên Michaela suốt đời. Hóa ra những thiên thạch này rơi xuống là để tìm kiếm chiếc kính báu vật của Sam. Cô bé này phát hiện bể bơi trước nhà phát sáng lấp lánh. Một cái tay bằng sắt khổng lồ nhô lên. Tiếp theo một con robot to đùng bò ra khỏi bể, chậm chậm bước qua đầu cô bé. Người cha không thấy con gái vội chạy ra ngoài tìm. Lúc này robot đã trốn sau gốc cây rồi đi mất. Đây là cuộc họp của những robot khổng lồ. Sau khi đám người ngoài hành tinh này rơi xuống trái đất, có người biến thành xe cứu hỏa, có người biến thành xe đua, có người biến thành xe bán tải, có người biến thành xe container. Họ hiện thân chỉ để tìm ra chàng trai tên Sam này. Thủ lĩnh của team này chính là Optimus Prime. Rất chẹt là chiếc xe thùng màu vàng Hummer H2. Ra là chiếc xe hơi Pontiac Solstice màu bạc nhỏ nhất trong nhóm. Ironhide là chiếc xe bán tải cỡ nhỏ màu đen. Bomber bị hóa thân thành xe Chevrolet Camaro đời 2009, cũng là xe của Sam. Mục đích chuyến đi lần này của họ là lấy được cặp kính của ông cố Sam để lại. Bởi vì vị trí của khối lập phương Allspark được khắc trên chiếc kính này. Nếu như để phe đối thủ Decepticon tìm được trước, trái đất sẽ bị hủy diệt. Về đến nhà Sam, đám robot giống như ăn trộm, lén lút bước vào vườn. Không cẩn thận liền dẫm vỡ chậu hoa, vướng phải dây điện. Ngã vào bồn hoa khiến bố mẹ Sam còn tưởng có động đất. Chớp mắt cả khu phố bị mất điện. Ông Bo đi kiểm tra xem có vấn đề gì. Mở cửa ra thì vẫn như một cuộc mất điện bình thường. Khó khăn lắm mới tìm được cặp kính. Nhưng một nhóm khách không mời cũng kéo đến. Tom Banachek là chỉ huy bộ phận nghiên cứu do tìm cấp cao thuộc quân khu 7. Hiển nhiên họ cũng đã biết được bí mật của cặp kính và đến đây để bắt giữ Sam. Chiếc máy quét sau khi quét qua cặp kính có phản ứng rất mạnh. Họ chưa từng gặp trường hợp nghiêm trọng như vậy. Rồi tất cả nhà họ bị áp giải lên xe. Đến cả chó cũng không tha. Nhóm của Tom vừa rời đi, máy móc trong xe bắt đầu báo động. Một bóng đen phía trước lao đến chặn đứng đoàn xe. Optimus nhấc chiếc xe lên rồi cậy hẳn nắp xe ra. Người của quân khu 7 chưa từng thấy cảnh người ngoài hành tinh máy móc bao giờ và sợ thụt hết cả vào trong. Rất nhanh một nhóm robot bao vây cả nhóm lại. Sam lập tức chuyển từ thế bị động thành chủ động. Hai người bắt Tom cởi áo ra rồi trói vào cột. Rất nhanh quân đội của quân khu 7 biết tin kéo đến. Optimus nhanh chóng lệnh mọi người rút lui. Sam và Michaela được đưa đi theo. Cuối cùng là ẩn thân dưới một cây cầu. Hai người không cẩn thận bị trượt xuống. Rồi Bomber xả thân cứu hai người, thế là vô tình bị bại lộ. Một cái móc cầu được bắn ra móc vào người nó. Tiếp đến cái móc thứ hai, rồi thứ ba liên tiếp bị bắn ra. Bomber bị hất ngã xuống đất, tứ chi bị trói chặt. Sau đó một nhóm người xông đến phun khí nitro lỏng, đóng băng Bomber lại. Sam thấy vậy vô cùng lo lắng, nhưng giờ cậu ta còn chưa lo được cho bản thân. Đành trơ mắt đứng nhìn Bomber bị bắt đi. Để tránh xảy ra xung đột với con người, nhóm Optimus đành phải tạm hoãn việc cứu đồng đội. Cầm theo cặp kính của Sam tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Trên đập Hoover, lãnh đạo của quân khu 7 mời toàn bộ những người liên quan trên khắp thế giới đến. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Donnelly, George, người sống sót sau vụ tấn công ở Qatar, Maggie, Glenn, người đầu tiên phát hiện ra tín hiệu. Đương nhiên còn có Sam và Michaela. Giờ Tom vô cùng lễ phép với họ bởi vì cấp trên yêu cầu mọi thông tin mà Sam biết, nên đành phải đối xử tử tế với họ. Cùng đến với họ còn có Frenzy ở trong túi sách của Michaela. Hóa ra đập Hoover xây dựng để che giấu cỗ các máy ngoài hành tinh khổng lồ này. Ông cố của Sam 100 năm trước đã phát hiện ra Megatron đang bị đóng băng. và đã được kéo đến đây để bí mật nghiên cứu hơn 80 năm. Vi mạch, laser, du hành vũ trụ, xe hơi, tất cả đều được học từ nó. Nơi này thậm chí còn chứa khối lập phương Allspark mà các phe đều muốn chiếm lấy. Chính phủ lúc bấy giờ đã xây một cái đập xung quanh bằng bê tông, dày bằng 4 sân bóng đá để che giấu năng lượng của nó. Nhưng lúc này Frenzy đã tìm thấy khối lập phương và gửi vị trí cho Breakout. Thế là tất cả đội Decepticon vào trạng thái sẵn sàng tấn công. Bomber bị con người bắt về làm thí nghiệm. Dù cho là vậy, Optimus vẫn hy vọng chiến đấu vì con người, bởi vì mọi chuyện đều là do họ gây ra. Ông ấy không muốn để con người trả giá cho lỗi lầm của họ. Qua mật mã trên chiếc kính của Sam, Optimus tìm được vị trí hiện tại của khối lập phương. Rồi tất cả bọn họ cùng nhau lên đường. Ngoài họ, Breakout cũng đã phát hiện ra vị trí của Allspark. Scorponok là người đầu tiên tấn công cái đập. Bên trong đập, Frenzy thì đang làm loạn hết lên. Thiết bị phát điện bị phá hỏng. Megatron đã bị đóng băng 80 năm sắp thức tỉnh. Thấy loài người sắp rơi vào diệt vong, con người mới đi cầu cứu Autobot. Lúc nhóm Sam tìm được Bomber, nó đang bị làm lạnh. Khỏi phải nói Sam đau lòng cỡ nào. Chỉ huy cũng lệnh cho quân lính dừng tay. Mọi người đưa Bomber đến trước khối lập phương và Bomber đưa tay ra ấn. Khối lập phương khổng lồ lập tức thu nhỏ lại và có thể cầm trên tay. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải đưa khối lập phương đi càng xa Megatron càng tốt. Sam và nhóm của Donnelly bảo vệ khối lập phương, cùng lập tức rút lui. Lúc này băng trên người Megatron đã tan chảy. Nó đã tỉnh lại. Megatron vung tay một cái. Cả căn cứ biến thành một bãi hoang tàn. Sau đó nhanh chóng biến hình xông ra khỏi căn cứ. Rất nhanh đội quân đã tập hợp với nhóm Autobot. Nhưng quân của Breakout cũng đã đuổi đến. Bullcrab biến thành chiếc xe chống mìn hất đổ rất nhiều xe hơi. Cuối cùng chuyển dạng đuổi theo. Optimus ở sau lập tức biến hình chuẩn bị tiếp chiến. Bullcrab giang chân dẫm nát xe Boss tóe lửa. Vừa gặp đã lao đến hất ngã Optimus. Hai người cùng rơi xuống cầu cao tốc. Nhưng nó không phải là đối thủ của Optimus. Optimus biến tay thành cưa, cắt sạch người nó, lại đâm một nhát vào não của Bullcrab, diệt được một tên. Trong căn cứ không quân, rất nhiều máy bay chiến chuẩn bị chi viện. Nhóm của Donnelly đã vào thành phố. Cả nhóm thả khói xanh lên để thông báo chi viện không quân. Có một chiếc máy bay chiến lập tức lao xuống. Bomber và Ratchet nhấc một con xe tải lên để làm lá chắn. Một quả bom bay đến. Cả con phố bị nổ tanh bành. Mọi người lùng cồm bò dậy phát hiện hai chân của Bomber đã bị nổ tung. Nằm dưới đất vô cùng đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng, đạn ở phía trước đã bay đến. Một con xe tăng xuất hiện trước mặt. Đây là Bro của phe Deception. Ba con Autobot lập tức xông liên tiếp chiến. Ra biến hình né được hai quả bom, rồi nổ liên tiếp vài quả bom bán trả. Ratchet đã đuổi đến nơi lập tức nhảy lên đầu Bro và bắt đầu tháo rỡ. Sau đó Ratchet và Iron hai song kiếm hợp bích, chặt đứt một cánh tay của Bro. Nhóm của Donnelly bồi thêm vài quả đạn cối. Cuối cùng Bro cũng mất khả năng chiến đấu. Thì lúc này Megatron đã đến nơi để yểm hộ những người khác. Ra xông lên ứng chiến và rồi bị bắn văng ra. Mọi người vội vàng rút lui. Thì ra bị Megatron kéo lên đỉnh tòa nhà sau đó bị xé tung. Bomber chật vật đứng dậy đưa khối lập phương cho Sam. Đội trưởng Lennox bảo cậu ta leo lên nóc tòa nhà, dùng đạn tín hiệu thông báo cho trực thăng ở trên biết. Roger báo cho trực thăng đến tiếp ứng. Cặp đôi hộ tống Sam và mọi người giao nhiệm vụ cao cả nhất cho cậu ta. Sam chạy phía trước, ra nhấc một con xe chắn màn tấn công của Breakout. Ở bên này Bro đã sống lại. Michaela dùng một chiếc xe kéo Bomber rồi nhân tiện vừa kéo vừa tấn công. Cuối cùng Optimus xuất hiện rồi ứng chiến Megatron. Megatron vừa thấy đã lao đến kéo Optimus đâm vào tòa nhà. Megatron biến thành một khẩu pháo lớn. Optimus trúng đạn bay ra xa không thể cử động được. Cuối cùng Sam cũng đến tòa nhà chỉ định, nhưng Megatron cũng đã đuổi đến. Bên này, Michaela và Bomber hợp thành một cỗ máy chiến đấu. Nhóm của Donnelly không ngừng tấn công. Sau khi Bomber gia nhập trận chiến, Rod lại ăn thêm vài cú nữa. Cuối cùng dưới sự tấn công hợp lực của mọi người, Rod bắt buộc phải ngã xuống. Bomber bắn một quả bom vào não cho nó bay màu. Dựa vào hào quang nhân vật chính, Sam đã leo lên nóc tòa nhà như một kỳ tích. Đạn tín hiệu được đốt lên. Trực thăng đã đến gần sân thượng. Và lúc trực thăng chỉ còn cách vài mét, Sam chuẩn bị đưa khối lập phương. Scorponok ở xa nổ bắn một quả bom. Trực thăng bị bắn rơi. Lúc này Sam không còn đường lui. Megatron vung một cú đấm xuống, cả tòa nhà sụp đổ. May thay Optimus kịp thời đỡ được Sam, rồi bám vào tường rơi xuống. Hai người cùng rơi mạnh xuống đất. Trên bầu trời phi cơ chiến đã đến nơi. Nhóm Roger dùng tia laser đánh dấu mục tiêu. Đội trưởng Lennox cũng xông lên xanh chín một phèn với robot. Anh ta cầu trượt qua hãng Breakout bắn nhiều nhát. Và cuối cùng Breakout cũng ngã xuống. Trong trận đấu solo với Megatron, Optimus rơi vào thế hạ phòng. Có điều tên lửa của máy bay chiến lao đến bắn trúng Megatron. Megatron bị tấn công từ phía cuối cùng cũng ngã xuống. Vậy mà hắn còn nhắm đến khối lập phương. Sam nhanh trí nhét khối lập phương vào ngực nó. Lập tức năng lượng quá tải. Megatron tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc. Tổng kết thì Scorponok không rõ tung tích. Nhóm Autobot hy sinh một. Con người cũng chứng minh được dũng khí của mình. Optimus cảm ơn sự dũng cảm của Sam. Và nam chính từ một thằng hèn nhát đã trở thành anh hùng lớn. Cuối cùng Bomber và Sam kết thành bạn thân rồi quyết định ở lại trái đất. Sau khi Megatron đi ăn gà khỏa thân sớm, con người ném nó xuống đáy biển sâu nhất. Nhưng Farek Keptikans vẫn chưa có ý định từ bỏ. Một con robot bên Farek Keptikans liên xâm nhập vào vệ tinh truyền dụng của quân đội Mỹ. Rất nhanh thông tin trên trái đất bị nó nghe trộm. Trên trái đất giám đốc Galloway đang nói chuyện với Optimus. Qua cuộc trò chuyện phe Deception đã biết được, vị trí Megatron là ở độ sâu 16.000 m đáy biển Laurenton Abyss. Còn có mảnh tàn dư duy nhất của khối Allspark, được cất trong cái điện tử tại một trong những căn cứ hải quân. Các Deception lập tức hành động. Một con robot chó săn được thả xuống trái đất, dễ dàng vượt qua được lớp phòng tuyến trong căn cứ hải quân. Nó nhả ra vô số viên bi nhỏ qua đường ống và thâm nhập vào bên trong căn cứ. Mỗi viên bì lại biến hình và hợp nhất lại, biến thành một con bọ ngựa sắt quen thuộc. Rất nhanh bọ ngựa lấy được mảnh tàn dư của Allspark. Dưới sự phối hợp của chó săn, hai người đã thuận lợi thoát khỏi căn cứ. Thế nhưng đó không phải là mảnh Allspark duy nhất còn lại. Sam sắp trở thành sinh viên đại học, nên đang sắp xếp hành lý lên đường. Đột nhiên trong túi rơi ra một mảnh vỡ. Anh ta nhặt lên xem. Vô số thông tin đi xuyên vào não của Sam. Rồi mảnh vỡ này nóng lên khiến Sam buông tay. Tiếp tục nó tan vào sàn nhà rồi xuống tầng dưới. Tức khắc toàn bộ đồ điện tử trong nhà bếp đều được kích hoạt. Máy đánh trứng, lò vi sóng, máy hút bụi đều biến thành robot. Sam hoảng loạn nhảy thẳng từ tầng 2 xuống. Trong sân biến thành một mớ hỗn độn. Cho đến khi Bomber hiện thân thì mới giải quyết được đám này. Sam cẩn thận nhặt mảnh vỡ lên, rồi đưa nó cho cô bạn gái Michaela. Do sinh viên không được đem theo xe, Bomber và Sam đành phải tách nhau ra. Khỏi phải nói Bomber buồn cỡ nào. Cô bạn gái Michaela cũng ôm hoa đến tạm biệt người yêu. Đến trường nhập học ngày đầu tiên Sam đã quen được bạn mới tên Leo. Leo đúng kiểu tuổi trẻ tài cao. Vừa nhập học đã thuê một nhóm bạn học dựng trang web cho mình. Tối đó cả đám được dựa cùng kéo nhau đi party. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ đến bắt chuyện với Sam. Động tác vô cùng táo bạo. Đang cao trào thì Bomber đến bên ngoài. Hóa ra là Optimus có việc tìm Sam. Cô gái kia cũng bám theo không buông chạy lên xe. Bomber không chịu nổi những lời tỏ tình kia. Đành xịt xăng đầy người cô ta mới đuổi được xuống xe. Optimus tìm đến Sam nói rằng mảnh vỡ duy nhất của Allspark được giao cho chính phủ bảo quản đã biến mất. Hơn nữa chính trái đất vốn là do sự tồn tại của Autobot. Ông ta cần Sam làm cầu nối giữa đội quân Autobot và chính phủ. Nhưng Sam chỉ muốn làm sinh viên bình thường. Lúc này đám Deception cũng không ngồi yên. Trên một con tàu vận chuyển hàng cực lớn, 4 biển. Đây chính là vị trí mà Megatron đang bị thả ở dưới đáy. Tàu ngầm giám sát gần đó nhanh chóng bắt được tín hiệu xâm nhập. Nhưng những con này lặn xuống quá nhanh. Rất nhanh đám Deception đã tìm được Megatron. Bởi vì cần linh kiện một con đã lập tức bị xé xác. Sau đó mảnh Allspark cắm vào người. Megatron chính thức hồi sinh. Lúc này tàu ngầm đang quét mục tiêu một giây sau đã bị phá tan. Megatron rời khỏi trái đất đến một hành tinh gần đó. Ở đây hắn tìm được đại ca của mình Starscream. Starscream là một trong 13 thủ lĩnh mạnh nhất trong Transformer. Hắn nói với Megatron Allspark đã bị hấp thụ bởi một cậu nhóc trên trái đất. Chỉ khi vắt kiệt bí mật trong não của cậu ta, thì mới hồi sinh được Decepticon. Lúc này cậu nhóc đã hấp thụ Allspark bắt đầu gặp vấn đề về thần kinh. Trên sách xuất hiện vô số ký hiệu thần bí. Xem xong anh ta đã giải được lý luận của Albert Einstein. Bước lên mục cầm phấn bắt đầu giải. Phổ cập một chút, đây là trường Princeton. Albert Einstein thật sự đã dạy học ở đây. Lúc này Sam giống như người điên. Anh ta xông ra khỏi giảng đường gọi điện cho Michaela nói rằng bản thân động vào mảnh Allspark mới bị như vậy. Rồi nhắc nhở Michaela nhất định phải canh chừng mảnh với đó. Nhưng lúc này một con Decepticon đã lẻn vào trong nhà Michaela. Vừa định mở cách sắt, Michaela đã dùng một cái kẹp giữ chặt nó, còn làm mù một mắt. Cuối cùng hỏi ra được nó được The Fallen phái đến. Tiếp theo Michaela nhốt nó vào trong hộp sắt, lập tức chạy đến trường gặp Sam. Nhưng một người khác đã để ý đến Sam. Alice là nữ thần của trường nhưng thân phận thực sự là một Decepticon. Nữ sinh đại học chủ động quá đẩy Sam ngã ra giường. Nhưng trùng hợp làm sao bạn gái của Sam đã đến trước cổng trường rồi. Vào lúc Sam sắp bị làm gỏi thì Michaela đẩy cửa bước vào. Alice thu lại đuôi và Michaela đã nhìn thấy tất cả. Michaela vô cùng tức giận quay người rời đi. Alice lập tức lộn nguyên hình, dùng lưỡi cuốn lẫy Sam rồi quật anh ta văng ra xa. Michaela nghe thấy tiếng động quay lại, không nói không rằng ném hộp sắt về phía cô ta. Alice lập tức hiện nguyên hình không thèm diễn nữa. Mấy người chạy ra bên ngoài. Michaela thể hiện tay nghề của mình và cạy cửa một con xe rồi bỏ chạy. Nhưng đi chưa được bao xa, một con Decepticon ở trên trời bay đến móc cả con xe lên rồi kéo đi. Tiếp đến thả cả người và xe xuống một công xưởng bỏ hoang. Mấy người rơi vào vòng bao lầy của Decepticon. Megatron ấn Sam đơn bản phẫu thuật. Một con bọ cạp bò vào miệng anh ta. Sau vài lượt quét, Megatron đã có được thông tin trong não của Sam. Và lúc con bọ cạp chuẩn bị bổ não anh ta, Bomber và Optimus đã đến nơi kịp thời. Hai bên bắt đầu giao chiến kịch liệt. Bomber chở theo Michaela và leo đi trước. Optimus và Sam bị Megatron đuổi theo sau. Megatron xông lên xô ngã Optimus. Hai bên nhào vào nhau. Optimus lập tức nhổ một cái cây làm vũ khí. Có vũ khí trong tay, Optimus càng như hổ mọc thêm cánh. Có điều rất nhanh Megatron đã có chi viện. Soundwave và Scorponok lần được đuổi theo Sam. Giờ Sam có mọc cánh cũng không thoát. Để bảo vệ Sam, Optimus đành phải xông dạng chiến. Cứ như vậy một mình Optimus đánh hai cũng không thành vấn đề. Ở bên này Bomber dẫn Thema và Iron Hide đến chi viện. Nhưng lúc này Optimus đã rơi vào thế hạ phong. Bị lên gối một cú hộc máu bồi thêm phát bắn văng ra xa mấy chục mét. Răng cửa đã rụng nhưng Optimus vẫn không hề chịu thua. Hai cánh tay biến thành hai lưỡi đao tiếp tục chém xuống. Soundwave bị chém đứt tay chân. Scorponok cũng bị đâm một nhát. Tiếp đó Optimus nhảy lên Soundwave làm tình làm tội nó. Xong xuôi Optimus mới đi tìm Sam. Kết quả không để ý bị Megatron đâm một nhát từ phía sau. Cuối cùng thủ lĩnh của đội quân Autobot ngã xuống và bại trận. Lúc này ngoài The Fallen ra, toàn bộ thủ lĩnh của hai phe đã hy sinh. Lúc này đội quân Autobot mới đến nơi yểm hộ Sam rời đi. Nhưng sự ra đi của Optimus khiến Decepticon không còn e dè gì nữa. Đã đổ bộ cả đội quân xâm lược xuống trái đất. Rất nhanh con tàu sân bay của quân đội Mỹ đã bị phá tan tành trước màn tấn công của đám Decepticon. Optimus được vận chuyển đến căn cứ của Lennox và bị ném xuống đất giống như một đống sắt vụn. Lúc này đội quân Autobot bị bao vây. Galway, người đại diện của Tổng thống, đem đến chỉ thị mới nhất, dừng mọi phản kháng với Decepticon. Và quân đội của Lennox cũng bị giải tán theo. Họ cho rằng đuổi Autobot ra khỏi trái đất là có thể bình an vô sự. Sam vô cùng áy náy. Đột nhiên anh ta nhận ra biểu tượng mà Decepticon đang tìm kiếm bên trong não mình là để tìm ra nguồn năng lượng Energon. Chỉ cần giải mã được biểu tượng cổ kỳ Burton, có lẽ họ sẽ tìm được nguồn Energon cứu sống Optimus. Leo từng nhìn thấy những biểu tượng này trên một trang mạng về người ngoài hành tinh. Cả nhóm đã tìm đến đây và phát hiện người này chính là Simmons, quản lý của quân khu 7. Simmons sẽ mất việc ở quân khu 7 vì Sam nên vô cùng bất mãn khi thấy anh ta. Nhưng vừa nhắc đến chữ cổ, Simmons lập tức thay đổi ý định, nhanh chóng tìm ra tài liệu lưu trữ trong quân khu 7. Tài liệu cho thấy khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện kiểu chữ cổ này. Thực chất trước đây rất lâu đã có nhiều robot xuất hiện. Michaela nhớ lại hỏi con robot lần trước bắt được, tra được vị trí ẩn thân của Seekers. Robot có tuổi đời dài nhất ở trái đất. Sam dùng mảnh vỡ của khối Allspark kích hoạt một con robot. Con robot già này là thuộc Decepticon. ra đến mức răng rụng loảng choảng. Vốn được The Fallen cửa xuống trái đất điều tra, nhưng nó vô cùng ghét The Fallen, nên quyết định đầu quân cho bên kia chiến tuyến. Sau đó thông qua cây cầu không gian, nó đưa cả nhóm đến Ai Cập. Qua lời ông cụ The Fallen này, nó từng nhận lệnh của The Fallen xây dựng một cỗ máy khổng lồ tên ma trận tối cao, có thể phá hủy cả một hành tinh. 7 vị lãnh đạo đầu tiên của Prime có thể dùng chìa khóa truyền thuyết để khởi động nó. Nhưng The Fallen lên phản bội mọi người muốn phá hủy trái đất. 6 vị thủ lĩnh còn lại đã dùng tính mạng phong ấn lại chìa khóa ở trong sa mạc này. Tìm được chìa khóa ngăn cản The Fallen có thể sẽ cứu sống được Optimus. Mấy người lập tức lên đường, đồng thời sam báo với Lennox, nhanh chóng vận chuyển thi thể của Optimus đến sa mạc Ai Cập. Máy bay vận chuyển đã đến điểm hẹn, rồi hạ thi thể của Optimus xuống. Ở bên này nhóm Sam đã tìm được vị trí được nhắc đến trong chữ cổ Kip Burton, chính là thành cổ Petra có lịch sử 3.000 năm này. Ở đằng sau một bức tường vỡ, mấy người dễ dàng phát hiện ra mộ của 6 vị thủ lĩnh. Thần kỳ là mấy nghìn năm nay mà không có ai phát hiện ra, đúng là kỳ tích. Chìa khóa ma trận đặt ngay giữa các thi thể trông vô cùng bắt mắt. Nhưng Sam vừa chạm vào, chìa khóa đã tan biến thành cát. Sam không cam tâm hót lại hết chỗ các này cho vào túi. Anh ta kiên định rằng thứ này có thể cứu Optimus. Đội quân đã đến nơi Lennox lệnh cho cấp dưới dùng vài che thi thể của Optimus lại, xây dựng đường hào ngay tại chỗ. Simmons đã nhìn thấy đạn tín hiệu của họ, nhưng Scorponok cũng đã đuổi đến đây. Nhóm Autobots lập tức bị bao vây. Simmons dẫn theo em trai Samsung dự định đánh lạc hướng. Sam và Michaela tiếp tục đi về ngọn núi phía trước. Hai anh em Simmons lái xe một hồi, rồi phát hiện kẻ địch không hề đuổi theo. Ngược lại xe bên cạnh bỗng trở nên bất thường, chưa bao lâu thì biến hình. Đây chính là robot tổ hợp mạnh nhất của Decepticon có tên kẻ hủy diệt. Nó gầm lên một tiếng, sa mạc cát bay mù mịt. Toàn bộ đồ đạc đều bị hút vào mồm kẻ hủy diệt. Ăn bao nhiêu cát cũng không no, nhưng nó không phải hút mấy thứ phế vật như Simmons và em trai. Nó dùng móc câu leo lên trên kim tự tháp, bởi vì bên trong có ma trận tối cao để phá hủy mặt trời. Chỉ cần khởi động nó và rồi mặt trời sẽ biến mất. Simmons không chịu thua liền dùng điện thoại vệ tinh gọi điện cho một con tàu sân bay đang đóng quân trên biển. Ở bên này Sam và Michaela vẫn tiếp tục tiến về trước. 13 con Decepticons vẫn bay trên đầu. Hai người chạy lên nóc nhà. Một quả bom rơi xuống. Và hai người bay lên rồi rơi xuống dưới đất. Tiếp tục đứng dậy bỏ chạy như không có chuyện gì. Bố mẹ Sam bên này thì bị nó bắt cóc. Sam nhìn thấy bị bắt đành phải ra mặt giả vờ giao chìa khóa ra. Bomber mai phục sau con Decepticon kia, nhảy một cái lao đến, và rồi hai con lao vào chiến đấu. Rất nhanh một cú bay lên cao, dẫm nó xuống đất, cộng thêm hai tay giữ chặt đối phương, lại thêm một cú xuyên tim. Bomber nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Tiếp theo đến lượt quân Mỹ ra tay. Rất nhiều viện binh đến nơi. Nói chung là có bao nhiêu vật tư quân Mỹ đổ hết vào trận chiến này. Simmons chỉ vị trí của kẻ hủy diệt. Thuyền trưởng hạ lệnh. Lúc này kẻ hủy diệt vẫn đan đào kim tự tháp. Tàu khu trục nhắm mục tiêu và chỉ một nhát bắn. Kẻ hủy diệt lập tức lăn xuống. Sam và Michaela vẫn luồn lách bên dưới giữa làn mưa bom bão đạn. Đám Decepticon dần không chống đỡ được. Liên tiếp mấy tên bị tên ngửa tiêu diệt. Cuối cùng Lennox đã nhìn thấy Sam đang chạy đến. Vội vàng chỉ huy hỏa lực yểm hộ. Và toàn bộ hỏa lực được tập trung yểm hộ hai người. Mấy con Decepticon bị hạ ngay tại chỗ. Cuối cùng Donnelly đón được hai người. Đột nhiên lại một con nữa xuất hiện. Nhưng ông cụ robot lúc nãy hiện thân, lập tức đụng nhẹ ngang người tên kia. Gia dụng sắp hết răng đến nơi rồi mà vẫn còn chiến quá. Lúc này một con bọ cạp trôi lên trên sa mạc xông thẳng vào ngực ông cụ robot. Ông cố gắng xé tan bọ cạp. Bản thân cũng suýt nữa mất mạng. Tiếp theo đội máy bay chiến đến nơi. Thẳng thường bắn tên lửa xuống. Máy bay ném bom bắt đầu khóa mục tiêu và thả. Mấy người bên dưới chỉ còn cách là chạy. Đám Decepticon đuổi theo sau và bị nổ banh xác. Sam cũng bị hất văng đi. Trong lúc hôn mê Sam được 6 vị thủ lĩnh truyền lời. Họ ra nhiệm vụ quan trọng cho Sam. Khi mà các vị thần truyền tải xong, thì cũng là lúc Sam tỉnh dậy. Chiếc khóa cũng hiện về nguyên hình. Anh ta chạy đến nhanh chóng đâm lên ngực Optimus. Cuối cùng Optimus cũng sống lại nhưng còn chưa đứng vững được. Thì The Fallen đã nhanh chóng lao đến lấy được chiếc khóa ma trận. Và Optimus bên này yếu ớt không làm nổi gì. Sau đó The Fallen bắt đầu làm phép trên đỉnh kim tự tháp. Toàn bộ hỏa lực tập trung về đỉnh tháp. Nhưng The Fallen chỉ vung tay một cái, toàn bộ xe tăng, máy bay đều nổ tan tành. Lúc này ông cụ robot hy sinh bản thân, móc năng lượng của mình ra cho Optimus. Lại dùng linh kiện của mình lắp ráp vào người Optimus. thành một tổ hợp mạnh hơn. Tức khắc Optimus có khả năng bay lượn. Optimus bay đến đỉnh tháp, đá The Fallen xuống, bắn nổ ma trận vừa hợp thành. Hai thủ lĩnh lần lượt rơi xuống. Megatron cũng đến giúp một tay. Optimus lao đến đâm vào người The Fallen, lại túm lấy Megatron đấm liên tục. Đầu của Megatron đã nát, tay cũng bị chặt. Cuối cùng một cú bom tiễn hắn ra khỏi cuộc chơi. Lần này là trận solo của hai chùm cuối hai phe. Optimus vùng một nhát dao chém vỡ mồm The Fallen. The Fallen bẻ liều pháo của Optimus. The Fallen lấy thường ra nhưng đã bị Optimus giằng mất và rồi đâm vào ngực. Cây thương kẹp vào đầu của The Fallen. Thêm một cú móc tim. The Fallen bay màu. Megatron và Scorponok lập tức bỏ chạy. Cuối cùng trái đất và đội quân Autobots đã giành chiến thắng. Nhiều năm sau, một tàu Cybertronian chở theo công nghệ có khả năng kết thúc cuộc chiến giữa Autobots và Decepticons bị rơi xuống vùng tối của mặt trăng. Cũng trong năm đó, NASA đã quan sát được vụ tai nạn trên mặt trăng. Chính phủ Mỹ đặc biệt quan tâm đến phát hiện này, lập tức triển khai một kế hoạch quốc gia và gấp rút đưa người lên mặt trăng. Năm 1969, 8 năm sau, tàu Apollo 11 chở phi hành gia thành công phóng lên. Dưới sự chứng kiến của 6 tỷ người trên trái đất, con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại. Nghe xong câu nói này, tổ hành động bí mật bắt đầu vào việc. Hai phi hành gia đến vùng tối của mặt trăng và tìm được vị trí va chạm ngày hôm đó. Xác của một chiếc phi thuyền khổng lồ đang nằm tại đây. Hai người vào trong khoang kiểm tra và phát hiện ra một con robot. Nó giống như một khuôn mặt kim loại khổng lồ. Đây chính là Sentinel Prime, là cựu lãnh đạo tối cao của phe Autobot trước đây và cũng là thầy cố vấn của Optimus. 40 năm sau, Optimus dẫn đội quay về căn cứ, nhưng tại đây cứ đứng lì một chỗ và không nghe lệnh ai. Cho đến khi giám đốc CIA xuất hiện, thì Optimus mới hiện thân thể hiện sự bất mãn của mình. Tại sao không ai nói với tôi về việc quả pin này xuất hiện trên trái đất? Saros mời phi hành gia năm đó đã lên mặt trăng và đến nói cho Optimus biết sự thật đằng sau kế hoạch đó. Trong NASA chỉ có 35 người biết kế hoạch này và đến nay vẫn là tuyệt mật không công khai. Optimus nói rằng trên phi thuyền này mang theo một công nghệ hiện đại của Autobot. Nó liền nhanh chóng dẫn cả đội lên mặt trăng, nhất định phải lấy được trụ cột trước khi phe Deception phát hiện. Ở đây họ phát hiện Sentinel Prime đang trong trạng thái hôn mê và vài trụ cột năng lượng quay xung quanh. Bên này trên hoang mạc, Megatron thương tích bầm dập đang ra lệnh cho đàn em. Thực chất họ sớm đã biết vụ va chạm này. Dưới chỉ thị của hắn, những người đặt chân lên mặt trăng năm đó lần lượt bị ám sát, không còn một ai để che giấu bí mật. Ở bên này, nam chính Sam của chúng ta đang trong ngày đi làm đầu tiên. Tại đây là một công ty hàng không. Vừa đến làm việc, Sam đã bị một cấp trên thần bí để ý. Trong thang máy, sếp Wang nhào vào Sam, nói rằng bản thân biết hết chuyện của Sam. Thậm chí sếp Wang còn nhốt Sam trong nhà vệ sinh, cởi quần ra đưa cho anh ta một văn kiện bí mật, yêu cầu Sam buộc phải đem thứ này ra ngoài. Sam cầm về mở ra xem, đều là tài liệu liên quan đến kế hoạch mặt trăng. Dự án này bị dừng một cách rất là kỳ lạ. Những người liên quan liên tiếp bị ám sát. Anh ta vội vàng xông vào phòng sếp Wang, nhưng trông ông ta vô cùng căng thẳng, ấp a ấp úng đuổi Sam ra ngoài. Thực chất sếp Wang đã bị Deception Laserbeck khống chế. Laserbeck biết Wang đã tiết lộ bí mật liền ném ông ta ra ngoài cửa sổ. Rất nhanh máy in trong văn phòng bắt đầu biến hình. Hóa ra công ty hàng không này có gián điệp của Deception. Sam chật vật thoát ra ngoài, xông thẳng đến căn cứ của Autobot, kể lại toàn bộ sự việc cho Donnelly nghe. Nhưng Secklows không hề xem trọng lời nói của Sam. Tiện đến đây, Sam và bạn gái Michaela đã chứng kiến một chuyện lớn. Optimus rút năng lượng ma trận trong ngược ra để hồi sinh Sentinel. Sau khi Sentinel rất kích động, ấn Optimus xuống đất. Optimus lập tức giải thích cho ông ta biết nơi này là trái đất. Họ đã thua trong trận chiến với phe Deception. Hành tinh Cybertron nhà của họ đã bị tàn phá cực kỳ nặng nề. Optimus quỳ xuống đích thân dâng ma trận năng lực lãnh đạo của mình cho Sentinel. Sentinel từng là thầy cố vấn của Optimus. Giờ ông ta đã trở về lại từ chối Optimus. Bởi vì trên trái đất Optimus là một lãnh đạo đúng nghĩa. Sentinel từng đem theo rất nhiều trụ cột năng lượng trốn khỏi Cybertron. Ông ta hy vọng rằng có thể hồi phục Autobot. Qua những cột năng lượng này, Sentinel có thể tạo nên một cây cầu không gian, lập tức vận chuyển người và tài nguyên. Nhưng chuyện xảy ra ngoài dự đoán, giờ Sentinel chỉ giữ được 5 cột. Secklows vô cùng cảnh giác. Nếu phe Deception có được kỹ thuật này, chuyển quân đội đến đây, vậy trái đất coi như toang. Sam bị Secklows đuổi ra ngoài, đành phải gọi điện thoại cho người quen Simmons. Theo tin tình báo của Simmons, toàn bộ người liên quan đến kế hoạch mặt trăng đều đã bị ám sát. Lẽ nào đây là do phe Deception làm? Bọn chúng đang che giấu thứ gì? Con robot Brains của Sam nói rằng, trước đó Liên Xô cũng có kế hoạch thăm dò mặt trăng. Nó đã tìm được hai phi hành gia tham gia vào kế hoạch đó. Tuy bạn gái của Sam rất bất mãn, nhưng Sam và Simon vẫn mặc kệ lên đường điều tra. Đây là một quán bar bí mật của người Nga. Rất thần bí, hai người vừa hỏi phi hành gia kia đã khai ra hết. Qua lời kể, năm 1959 người Liên Xô đã đưa máy ảnh lên mặt trăng và chụp lại được rất nhiều cột của cầu không gian. Vậy nên họ đã lấy đống cột đi trước khi phi hành gia của Mỹ đến. Nhưng tại sao lại để lại vài cột, hơn nữa còn để lại Sentinel? Trừ phi họ cần một cầu nối để hồi sinh Sentinel. Sam hiểu ra mọi chuyện, vội vàng gọi điện cho Sherlock. Sherlock cũng nhận ra bản thân và Optimus đã bị chơi một phố. Lúc này đám Deception đã đuổi đến sau lưng Sam. Hai tên Deception điều khiển xe lao lên trước. Một con chó săn và hai con robot có hình dáng quả cầu xông đến. Milligram ở bên cạnh dùng hai sợi dây móc vào cổ chó săn. Bomber điên cuồng nã đạn. Rất nhanh chó săn đã bị hạ gục. Lúc này một con Deception khác chạy lên trước, hất văng một chiếc xe. Bomber lập tức biến hình. Còn tiện thể bắt được Sam đang bay trên không. Sau khi tiếp đất lại biến thành xe đua. Mặt Sam lúc này biến sắc, còn chưa định thần được. Ở bên này Ratchet đã lao ra khỏi căn cứ, biến thân ngăn để ngăn cản truy binh. Ratchet và đội quân tụ họp lại, vừa gặp đã tông một cú trực diện. Hai con Deception bị đánh cho giá bã, quật mạnh xuống đất. Tiếp theo Ratchet song kiếm hợp bích, chỉ bằng vài chiêu đã hạ gục đám tép diêu này. Sam và cả nhóm đến chỗ của John Nelly. Mọi người đều biết giờ tình hình nguy cấp, phải bảo vệ Sentinel. Thật không ngờ Sentinel mới là trùm cuối. Sentinel tự tay nổ súng về phía Ratchet. Tất cả mọi người đều hoảng hồn. Bomber suýt nữa bị đánh trúng và vội vàng né được đòn. Phút chốc căn cứ bị phá hủy nghiêm trọng. Con người không thể nào ngăn cản được ông ta. Khi Optimus đến nơi, 5 cột năng lượng dưới đất đã bị Sentinel lấy đi mất. Rất nhanh trước tượng đài Abraham Lincoln, Sentinel bày 5 cột năng lượng ra. Toàn bộ Deception tụ tập tại đây. Hóa ra trước khi xuất đầu lộ diện, Sentinel đã thông đồng với Megatron và mọi chuyện đều thành công theo kế hoạch của họ. Một lượng lớn Deception ẩn mình trên mặt trăng lập tức sống dậy. Những thuyền chiến giống trong Avenger 1 cũng xuất hiện. Đội quân Deception lập tức nhảy xuống trái đất. Lập tức Washington trở nên hỗn loạn. Rất nhanh Liên Hợp Quốc nhận được thông báo của Sentinel. Để xây dựng lại Cybertron, chúng sẽ lấy tài nguyên trên trái đất rồi rời đi trong hòa bình. Điều kiện là buộc phải trục xuất Optimus, kẻ phản bội Autobot, ra khỏi trái đất. Rất nhanh chính phủ phê duyệt lệnh trục xuất Autobot. Con người đã phản bội lại đội quân Autobot vẫn luôn bảo vệ họ, giờ lại đuổi họ ra khỏi trái đất. Đây đúng là một nỗi ô nhục. 9 con Autobot được đưa đến căn cứ phóng tên lửa. Optimus cảm ơn Sam, trước nay vẫn luôn tin tưởng họ, còn động viên anh ta phải tin vào bản thân. Lúc này Sam không còn tâm trí nào cả, một lòng muốn biết tiếp theo Autobots sẽ phản công ra sao. Nhưng Optimus nói với cậu ta không còn kế hoạch nào cả, và mọi chuyện đã kết thúc. Sam không khỏi buồn lòng, đặc biệt phải chia tay với người anh em đồng hành Bomber. Nước mắt đau buồn trào ra. Phi thuyền phóng thành công dưới mặt đất vỗ tay chúc mừng. Nhưng phe Deception không có ý định tha cho họ. Scorponok lập tức bay theo phi thuyền, bắn nhiều nhát bom khiến phi thuyền nổ tanh bành. Nhìn những mảnh vỡ rơi trên bầu trời như pháo hoa, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Con người vẫn không hề biết không có Autobot, đám Deception cũng sẽ không tha cho họ. Đội quân Deception đã vận chuyển cột năng lượng đến Chicago. Kế hoạch của chúng bây giờ mới bắt đầu. Sentinel điều khiển cắm hàng trăm cột năng lượng trên trái đất. Cộng vận chuyển màu đỏ một khi khởi động. Mấy tiếng sau nó sẽ đem Cybertron đến đây và phong tỏa toàn bộ thành phố. Đội quân Deception chiếm lĩnh toàn bộ Chicago. Phút chốc mây đen kéo đến, Deception bắn phá khắp nơi, Chicago trở thành địa ngục trần gian. Sam và Roger không màng bom đạn xông đến thành phố đang bị phong tỏa, nhưng vệ tinh của quân đội đã bị tiêu hủy, máy bay chiến của họ cũng không thể vào trong. Chỉ dựa vào Sam và mấy người lính của Roger không thể nào phá vòng vây được. Phi thuyền của Deception vừa thấy họ đã điên cuồng nã đạn, nhưng chưa bao lâu, đám robot này bị tấn công, hạ gục ngay tại chỗ. Người xuất hiện phía sau chính là Optimus và 3 thành viên khác của Autobot. Con Deception vừa bò dậy đã bị đấm bay màu. Hóa ra đây đều là kế hoạch của nhóm Autobot. Họ trốn trong hỏa tiễn phóng đầu tiên rồi rơi xuống Đại Tây Dương, tránh được tay mắt của Deception. Họ đã cho chính phủ con người biết không có Autobot, họ không thể chống lại được Deception. Sam và Bomber lên phi thuyền của Deception đi cứu Michaela. Lúc này Michaela đang đứng ở tòa nhà đối diện hóng chuyện. Ở tòa nhà đối diện Sentinel đang dạy bảo Megatron, nói cho hắn biết ai mới là đại ca. Sam xuất hiện ngoài cửa sổ, Michaela thoát khỏi dây chói nhảy lên phi thuyền. Đội quân của con người bị bắn tan tác. Laserbeak chui vào trong phi thuyền đè chặt lấy Sam. May thay Bomber ở trong buồng lái nổ súng bắn nó nổ tung. Nhưng sếp của Michaela lại chạy đi báo tin cho một con Deception khác. Qua máy bay không người lái, Sam đã chuyển được tình hình trong thành phố về cho Seklos, báo cho họ biết vị trí của những cột năng lượng. Donnelly lập tức dẫn người xuất phát. Kế hoạch của Sam là tìm lên chỗ cao bắn rơi cột trụ, nhưng chưa đi được bao xa. Họ đã bắt gặp cao thủ trong phe Deception, Soundwave. Một con Deception chui từ dưới đất lên, chính là thú cưng của Soundwave, máy khoan. Cả nhóm vừa đánh vừa lùi. Đội giải cứu vòng ra sau Soundwave tấn công. Nhóm Sam nhân cơ hội chạy vào trong một tòa nhà. Rất nhiều lính nhảy dù đến nơi. Cuối cùng đội của Donnelly cũng đến. Nhưng trong lúc nhảy dù bị Deception tấn công ác liệt, rất nhiều máy bay vận chuyển còn chưa đến nơi đã bị bắn rơi. Và lính nhảy dù cũng bị hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Cuối cùng cũng có một nhóm binh lính phá được vòng vây trong thành phố. Sam và Roger lên cao nhìn xuống. Michaela chỉ những cái chủ đang ở bên đó. Mấy người vừa dựng được pháo lên. Tòa nhà bắt đầu rung chuyển. Hay lắm phi thuyền của đám Deception đã cắt đứt tòa nhà. Tòa nhà từ từ đổ xuống. Mấy người hết cách đành phải nhảy ra ngoài. Và cảnh trượt tường này thì mang thương hiệu phim Thành Long ghê. Trượt được một nửa cả nhóm nổ súng bắn vỡ cửa kính rồi lại nhảy vào trong. Nhưng tòa nhà đã nghiêng, vừa rơi vào trong lại lăn ra phía bên kia. Ai vướng vào cột còn đỡ, không vướng vào cột thì rơi thẳng xuống dưới. Rơi xuống trước mặt Soundwave. Thấy người trong tòa nhà nó liền phái máy khoan đến. Con máy khoan này cũng biết khoan phết. Cứ thế đâm vòi khoan vào tòa nhà. Rất nhanh nó đã vào việc của mình. Khoan đến đâu thủng đến đó. Nó siết chặt chân tòa nhà. Cuối cùng tòa nhà bị đổ sang tòa bên cạnh. Tất cả mọi người vẫn treo lơ lửng giữa không trung. Sam chật vật leo sang tòa nhà bên cạnh. Nhưng vẫn chưa xong máy khoan tiếp tục tấn công. Lúc này một con robot bay đến không ai khác chính là Optimus đã mọc cánh. Trước tiên nó bay một vòng quay người máy khoan rồi bắn một phát. Optimus lao từ trên cao xuống dưới. Dựa vào độ cứng của mình, nó đâm máy khoan thành hai đoạn. Máy khoan dừng cuộc chơi tại đây. Soundwave nổi giận bắn một phát súng về phía Optimus trên tháp. Cú bắn này sát thương khá cao. Optimus bay từ bên này tòa nhà sang bên kia, lại bị dây sắt quấn quanh người. Đường đường là thủ lĩnh mà lại bị quê thế này. Trong lúc bỏ chạy, Sam và Georgia lạc mất nhau. Sam và Michaela không may gặp phải người quen là Deception Scorponok. Scorponok đuổi áp sát theo sau. Sam lấy vũ khí bí mật ra, phóng một cái móc câu từ cánh tay cắm thẳng vào mắt Scorponok. Scorponok đau đớn hết vang Sam đi. Nó chật vật vùng vẫy nhưng vẫn không đánh trúng Sam. Đúng là hào quang nhân vật chính không thể lu mờ được. Lúc này đội quân của Donnelly đã đến nơi. Sam lại móc ra thêm một vũ khí bí mật nữa là bom hẹn giờ. Anh ta nhảy lên người Scorponok rồi đâm vào con mắt còn lại của nó. Scorponok lại vùng vẫy một lần nữa, cuối cùng bị nổ banh đầu. Chiếc phi thuyền hình bọ cánh cứng này là tàu mẹ của phe Deception. Rất nhiều phi thuyền bay vào bên trong bụng nó. Bên trong đều là đội quân Deception đang chuẩn bị chiến đấu. Brains và đồng đội của nó ngồi một phi thuyền xâm nhập vào bên trong tàu. Lúc này Sentinel đang bắt đầu mở đường truyền. Trụ năng lượng ở khắp nơi trên trái đất được lắp đặt. Bên trong Brains và đồng đội bắt đầu phá hỏng. Một tia sáng xuyên qua tầng mây. Bên ngoài trái đất hành tinh Cybertron dần xuất hiện. Bomber cùng đội quân Autobot bị kẻ địch bao vây và bắt sống. Tên nội gián làm việc cho Deception tên Dylan Good. Hết miệng khuyên Deception xử hết tù binh. Dưới sự khích bác của hắn ta, một con Autobot bị bắn tan tành. Bên này Bomber bị ấn dưới đất. Sam thấy Bomber sắp bị xử tử nhưng cũng không làm gì được. Chỉ biết ngồi khóc tại chỗ. Lúc này vô số phi thuyền trên trời rơi xuống. Bomber nhân cơ hội phản công. Tàu mẹ dần rơi xuống. Các phi thuyền con trong bụng cũng văng ra ngoài. Hóa ra là Brains đã cắn phá hết dây điện ở bên trong. Bomber nhân cơ hội đánh trả. Khí thế hừng hực khác hoàn toàn lúc nãy. Sau khi liên tiếp hạ gục mấy con, Bomber đấu tay đôi với Starscream. Bomber bị ăn một cú đấm, rất nhanh một đòn phản công đã tiễn đối phương về chầu trời. Ở bên này, đội quân của Donnelly dẫn đầu cũng có cách đánh mới. Để đối phó với 5 con Deception, họ bố trí tay bắn tỉa trên cao. Một nhóm khác nhảy dù xuống. Tay bắn tỉa bắn vào mắt bọn Deception. Đồng đội bên dưới vòng xuống chân chúng cắm bom hẹn giờ. Rất nhanh một con Deception đã bị hạ gục. Tiếp theo họ bắt đầu khai hỏa hết công suất. Đám Deception không kịp trở tay. Liên tiếp chúng đặn ngã xuống. Đội quân Autobot cũng kéo đến. Soundwave bị tấn công từ phía. Bên này đường chuyển vẫn tiếp tục. Hành tinh Cybertron đã chuyển đến được một nửa. Lúc này Optimus mới thoát ra khỏi đám dây dợ bay đến nơi. Bây giờ mới là lúc anh thể hiện. Đừng hòng ai dám thoát khỏi lưỡi dao của anh. Thấy anh chém đó không để đối phương kịp phản ứng. Cuối cùng xông đến trước mặt Soundwave. Một cú đấm thép đấm thủng người của Soundwave. Mắt của Soundwave nối theo nội tạng bị móc ra ngoài. Trước khi ra đi còn dùng súng bắn vỡ cột năng lượng. Đường truyền của hành tinh Cybertron bị ngắt. Cột năng lượng rơi xuống. Sentinel nổi giận đùng đùng chạy đến tìm Optimus để quyết đấu. Optimus với một cái búa và một cây kiếm xông đến ứng chiến. Sentinel bị ăn mấy đòn. Lập tức lấy lại phong độ đạp Optimus một cái. Tiếp theo lệnh cho toàn bộ đội quân Deception tấn công Optimus. Tức khác toàn bộ phi thuyền xông đến. Nhóm Autobot cũng vây quanh Sentinel. Sentinel cũng không yêu thế nhưng Optimus lại bị phi thuyền tấn công ác liệt. Cuối cùng quân đội cũng vào cuộc và tên lửa cũng được khai hỏa. Lúc này tên Dylan Wood lại bắt đầu phá game. Liều mạng muốn khôi phục đường truyền. Sam ở phía sau không kịp ngăn cản. Và thế là đường truyền đã được khôi phục. Sau đó đến lượt Michaela lên hình. Megatron vẫn có do trong góc. Cô ta bắt đầu khiêu khích nó. Nói giờ nó đã không còn đứng đầu phe Deception nữa mà đã bị Sentinel chiếm quyền. Megatron càng ngày càng tức không thể làm được gì. Bên này nhóm Autobot đang tấn công Sentinel. Sentinel nhét nhát bỏ chạy. Optimus đuổi đến vốn định kết liễu phát cuối, nhưng vẫn không đánh lại được Sentinel. Đôi kiếm trong tay Sentinel đã chặt đứt búa của Optimus. Optimus bị ấn xuống, Sentinel chặt đứt tay của Optimus. Megatron ở phía sau xông lên điên cuồng bắn vào Sentinel. Megatron trút hết tức giận lên người Sentinel. Rất nhanh nó đã bị đánh gục. Bên này Sam với tên Dylan Wood cũng xanh chín với nhau. Một cú đập hất vang hắn ta vào trong cột năng lượng. Và cuối cùng quân đội cũng đã đến nơi. Bomber nhảy lên cao đẩy đầu cột năng lượng. Chớp mắt đường truyền bị ngắt. Hành tinh Cybertron đã truyền được một nửa và bị hút vào trong một cái hố đen. Megatron vẫn còn nổi giận. Không ngờ Optimus đã hồi sức nhặt búa lên, chém xuống đầu của Megatron, rồi kéo mạnh đầu của Megatron bị xé bay. Optimus nói là ông đã phản bội lại chính mình. Tiếp theo giải quyết Sentinel. Tên Sentinel giống như một cao thủ mê muội. Rõ ràng đi xa nhất nhưng lại quên lý do lên đường. Để bi kịch không tái diễn, Quốc hội đã chấm dứt hợp tác với Autobot. CIA hạ lệnh săn lùng toàn bộ các Autobot còn lại. Hôm đó Autobot Ratchet rơi vào bẫy của con người, bị mưa bom bão đạn bắn trọng thương. Một bên chân bị đứt liều, Ratchet bị bao vây, không ngừng cầu xin loài người tha mạng. Nhưng binh lính không hề quan tâm. Lúc này đột nhiên dưới nước nhô lên một con robot có hình thù dữ tợn. Đầu của nó lập tức biến thành một cỗ pháo và Ratchet bị bắn trúng. Vừa định đứng dậy phản kháng, binh lính đinh cuồng nã đạn. Con robot gớm ghét kia bước đến ép Ratchet khai ra tung tích của Optimus. Ratchet không dám bán đứng thủ lĩnh, bị tàn nhẫn moi tim và kết liễu mạng sống. Tên robot không giống Autobot, cũng không giống Deception này là Lockdown, một tay thợ săn tiền thưởng. Hắn ta nhận lệnh của tạo lập đến trái đất triệu hồi Optimus. Cục trưởng CIA Attinger là một người lãnh đạo đội quân tìm kiếm các Transformers. Ông ta đi khắp nơi tìm kiếm và tiêu diệt mọi Transformers. Do đó ông đã hợp tác với Lockdown. Lockdown sẽ cung cấp hạt giống cho ông ta. Và lại ông ta sẽ phái người đi tìm tung tích của Optimus. Còn Optimus đang được họ tìm kiếm lúc này đang trốn trong nhà kho của Case. Case là một nhà phát minh vô danh. Anh ta vừa bỏ ra 500 đô mua Optimus từ bãi phế liệu về để kiếm tiền đóng học phí cho con gái Tessa. Anh ta và bạn thân Lucas quyết định sửa lại chiếc xe tải rồi bán đi. Kết quả vào lúc họ tháo tên lửa từ trong xe tải ra, và kỳ tích đã xảy ra. Sau khi Optimus tỉnh lại lập tức đi tìm tung tích của đồng đội, nhưng lúc này nó bị thương nghiêm trọng, vừa đứng được vài giây đã loạng choạng ngã liền. Vì thế mà linh kiện rơi loạn xạ. Hóa ra con người và Lockdown đã bắt tay nhau, giăng một cái bẫy lớn đánh nó trọng thương. Case quyết định giúp Optimus. Anh ta vừa sửa lại vừa nhờ Lucas đi mua linh kiện, nhưng Lucas bị tiền làm mờ mắt, đã lén lút liên lạc với CIA để lấy tiền thưởng của chính phủ. Người của CIA biết tung tích của Optimus, lập tức cử người bao vây nhà Case. Nhìn đám người trang bị đầy đủ vũ trang kéo đến, lúc này Lucas mới nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn. Người của CIA ấn Tessa xuống đất và ép Case khai ra tung tích của Optimus. Thấy con gái bị tổn thương, Optimus đột nhiên xông ra. Mấy tên lính bị bắn bay đi. Case vội vàng cứu con gái, rồi bỏ chạy cùng Lucas. Đột nhiên phía sau bay đến vài quả bom. Nhà của Case nổ tanh bành không còn gì. May thay bạn trai của Tessa là Sen đến nơi kịp thời. Cả nhóm vội vàng lên xe bỏ trốn. Xe cảnh sát đuổi áp sát theo sau. Họ sợ lần hành động này sẽ bị bại lộ, dự định tiêu diệt cả nhà Case để diệt khẩu. May thay Sen là tay đua chuyên nghiệp. Kỹ năng lái xe của Sen cũng không phải dạng vừa. Dụ xe cảnh sát vào trong một tòa nhà bỏ hoang. Tiếp theo một cú cua ngoạn mục lao ra ngoài, rồi tiếp đất trên đường đua. Vốn tưởng đã an toàn, không ngờ Lockdown đã đuổi đến, ném một hạt sống từ trên tầng xuống. Cả nhóm điên cuồng bỏ chạy, nhưng Lucas chậm một bước và bị đốt cháy thành than. Lúc này Optimus mới đến nơi kịp thời cứu được họ. Trên đường đi Optimus còn tranh thủ thiết kế tạo hình mới cho mình. Optimus với ngoại hình mới chính thức xuất hiện, còn chở theo nhóm Case băng rừng vượt núi, đến căn cứ ẩn nấp của các Autobots. Đây là tất cả đội hình còn sống sót. Con người mà họ liều mạng bảo vệ giờ đây lại trở thành hung thủ muốn hại họ. Đằng sau nhất định có âm mưu gì đó. Để làm rõ chân tướng sự việc, Optimus quyết định dẫn nhóm Autobots quay trở về. Case phát hiện ra một công ty khoa học có tên KIS và trong video đang truy lùng nhóm Autobots. Thế là anh ta lập tức dùng phát minh của mình làm giả thẻ nhân viên, thành công trà trộn được vào nội bộ KIS. Vào trong anh ta phát hiện đằng sau công ty này dường như đang che giấu một âm mưu khổng lồ gì đó. Con người thông qua mô hình của Optimus tạo ra một con Transformer nhân tạo tên Galvatron. Ngoại hình con này nhìn thế nào cũng có vẻ giống Megatron. Đó là vì loài người không biết họ đã vô tình bị não của Megatron lấy cắp thông tin. Mấy năm trước đội thám hiểm vô tình tìm thấy một loại kim loại thần kỳ ở Bắc Cực, chính là vật liệu quan trọng cấu thành ra Transformer. Qua nghiên cứu của công ty KIS, CEO Joshua khiến vật liệu này có thể biến thành mọi hình dáng theo con người yêu cầu. Con người nắm được kỹ thuật sản xuất Transformer để tạo ra nhiều sản phẩm to lớn như vậy. Joshua nhờ Harold Attinger của CIA cung cấp cho mình xác của các Transformer. Đổi lại hắn ta sẽ cho Harold Attinger nắm một khoản cổ phần lớn. Rất nhiều xác của Autobots và Decepticons được đưa đến phòng thí nghiệm. Brains cũng bị nhốt để phục vụ cho con người. Khi cắt cho nhóm Autobots xem, trong lúc tức giận Optimus đã dẫn đội quân xông vào KIS, đập tanh bành toàn bộ các thiết bị hiện đại. Biết tin Optimus đã xuất hiện, Harold Attinger lập tức lệnh cho Joshua khởi động Galvatron và Transformer nhân tạo đi truy sát Optimus, đuổi kịp nhóm Autobot. Galvatron kích hoạt khả năng biến hình chưa từng có, đánh lật một chiếc xe, rồi tiếp tục phá hủy các chiếc xe trên đường. Joshua cảm thấy kỳ lạ, tên Galvatron này có phải bị phê thuốc không? Sao lại không điều khiển được nhỉ? Galvatron nổ một nhát 5 tên lửa về đoàn xe phía trước. Đội hình Autobot bị bắn tan tành. Bomber phải té trước theo hướng khác. Galvatron thì đích thân bắn 4 quả tên lửa, nhưng nhóm Autobot né được hết. Người bị hại chỉ có dân thường vô tội. Optimus chật vật một hồi mới cứu được Bomber và mọi người từ trong đống đổ nát. Bản thân cũng bị vỡ tanh bành. Bomber kịp thời phản công, nhưng tên Galvatron này còn tách thành mảnh vụn được. Vòng qua Bomber rồi lại lắp ráp hoàn chỉnh. Sau đó Galvatron đuổi kịp Optimus. Những phát bom liên hoàn khiến Optimus bị trúng thưởng. Galvatron lao vào đánh nhau với Optimus. Rất nhanh Optimus đã chiếm thượng phong, đâm một nhát kiếm xuyên người đối phương. Nhưng vì Galvatron không có linh hồn, sẽ không có bị làm sao hết. Optimus đành phải tiếp tục giao chiến với nó. Chính vào lúc này một quả bom sau lưng bắn trúng Optimus. Lockdown do Attinger sắp xếp cưỡi ngựa xuất hiện, bước đi từng bước. Trên mặt Lockdown lại hiện ra cỗ pháo bắn về phía Optimus và bị bắn ngã ngay tại chỗ. Lockdown nói với Optimus rằng mày quá trung thành với con người, lập tạo ra họ là để duy trì sự thống trị của mình. Giờ thượng đế muốn thu hồi lại để họ sẽ sửa lại. Nói xong liền đưa Optimus đi. Tessa trốn trong xe cũng bị đưa lên chiếc phi thuyền. Con tàu này vốn được tạo lập xây dựng để đưa những kỹ sĩ viễn chinh như Optimus đến trái đất. Giờ Lockdown tuân lệnh đi bắt những kỵ sĩ phản bội này quay về. Rất nhiều Transformers bị tra tấn dã man ở đây, và kỵ sĩ viễn chinh Grimlock cũng bị nhốt ở đây, cộng thêm Optimus. Cuối cùng Lockdown cũng có thể quay về lập công. Lockdown hoàn thành nhiệm vụ thực hiện lời hứa của mình, giao cho CIA một hạt giống, sau đó lái tàu chuẩn bị rời đi. Nhưng nhóm Autobot và Case đến nơi kịp thời, lén lút lẻn vào trong con tàu. Con tàu khổng lồ chậm chậm bay lên. Fred tìm được nút khởi động thả neo của tàu. Con tàu nhả rất nhiều neo xuống và móc vào tòa nhà. tạm thời giữ được con tàu dừng lại. Trong lúc tìm kiếm, Case phát hiện ra một nơi giống như mộ kiếm, để công tác và vô số vũ khí hiện lên. Chắc đạo diễn cũng xem nhiều phim võ hiệp Trung Quốc nên mới có cảnh này. Case dùng số vũ khí này bắn gục không ít người ngoài hành tinh. Khó khăn lắm mới tìm được con gái, nhưng nó lại lao vào bạn trai đầu tiên. Griff và Hound tìm được nhà tù. Rất nhanh đã phát hiện ra Optimus đang bị treo ngược trên thanh sắt. Mấy người cứu được Optimus lên tàu cứu hộ thành công rời khỏi phi thuyền. Ở bên này, Case và Sen thấy đường xuống đất chỉ còn lại vài sợi dây thép. Ba người lần theo dây sắt từng bước đi xuống. Lúc này trong tàu đột nhiên xông ra vài con quái thú robot. Thấy dây sắt bị cắn đứt, Bomber xuất hiện kịp thời tiêu diệt vài con quái thú. Vào phút cho tung người xuống đỡ được ba người. Cuối cùng là một cú tiếp đất côn ngầu. Cross cũng lái phi cơ đến. Mấy người lập tức lên tàu chiến bỏ đi. Lúc này thuộc hạ của Lockdown mới đuổi đến. Bomber tóm một con tàu ném lên không trung. Cross lại bắn thêm hai quả bom. Bắn nổ cầu thành công chặn được mấy chiếc máy bay không người lái. Cuối cùng Cross cho Case lái tàu chiến. Bản thân lộn nhào ra sau nhẹ nhàng nổ súng hạ gục hai máy bay địch. Sau đó tàu chiến lao vào một đường hầm. Thành công cắt đuôi truy bình. Optimus nói với mọi người lúc nó giao chiến với Galvatron. Rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Megatron. Hóa ra trong lúc chế tạo Galvatron, con người đã dùng thông tin trong não của Megatron. Còn Brains phát hiện Megatron vẫn còn sống. Nó lợi dụng con người giúp nó điều khiển toàn bộ Transformer, còn tạo cho mình một cơ thể ngầu lòi hơn. Mục đích cuối cùng là để con người giúp hắn tìm hạt giống. Ở bên này Joshua gây ra mấy chuyện này đã bị chính phủ truy nã. Để không bại lộ thành quả nghiên cứu, Joshua quyết định lập tức di chuyển toàn bộ thiết bị đến Trung Quốc. Hơn nữa hắn ta phát hiện hiện giờ Galvatron không còn điều khiển được nữa. Lập tức toàn bộ Transformer nhân tạo trở thành đội quân của Galvatron. Hắn ta phải tìm được hạt giống, rồi cho nổ ở nơi đông dân nhất Hồng Kông. Lúc này Joshua mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng đem theo hạt giống bỏ trốn. Nhưng Joshua giống như biết được điều gì đó, chạy thẳng lên chỗ cao. Quả nhiên lúc này nhóm Optimus lái phi thuyền xuất hiện, vừa hay đón được Joshua và hạt giống. Rất nhanh Stringer đuổi đến bắn bom vào phi thuyền. Phi thuyền mất lái rơi xuống thung lũng ở ngoài thành phố. Hound và Bomber bắt đầu giao chiến kịch liệt với kẻ địch để bảo vệ hạt giống. Ở bên này Optimus cũng nhớ ra trong phi thuyền còn nhốt vài tù binh khác nữa. Trước tiên nó rút kiếm ra chém đứt dây chói của Grimlock. Griff và Grodd thấy vậy thì nghệt mặt ra. Những tù binh này vốn là khủng long robot. Grimlock vùng búa sát trong tay. Optimus không né kịp nhưng vẫn không hề yếu thế. Vừa thuyết phục vừa xông lên đánh nó. Grimlock thấy đánh không lại liền biến thân thành khủng long. Khí thế bừng bừng lao về phía Optimus. Nhưng Optimus chỉ bằng một cú đã đánh nó ngã ra đất. Optimus bá đạo tuyên bố với chúng. Một là tuân lệnh, hai là như một. Grimlock đành phải phục. Và những kỵ sĩ này lập tức biến hình thành khủng long robot. Ba Autobot cưỡi ba mãnh thú nguyên thủy quay trở lại chiến trường. Lúc này Hound đã hết sạch đạn trong trận chiến và không ngừng bị bắn vào bụng. Rất nhanh bị một cú bắn văng đi. May thay vào phút chót, Optimus và cả nhóm cưỡi mãnh thú đến nơi. Optimus tay cầm kiếm thần chém liên tục. Con khủng long robot Grimlock này chỉ bằng một cú lăn đã tiêu diệt cả đám Transformer pha ke. Megatron trốn trong cơ thể của Galvatron lại bỏ chạy. Ở bên này còn chưa đánh xong, Bomber vẫn đang bị đè xuống dưới. Sau lưng lửa cháy đùng đùng. Rất nhanh kẻ địch bị thiêu cháy. Bomber nhảy lên túm được thú cưng bay của mình. Griff càng đánh càng hăng, vung thanh kiếm chém địch làm đôi. Cuối cùng Bomber chiếm thế thượng phong. Một phát kết thúc trận đấu. Trận chiến đã kết thúc và Optimus nghiêm khắc phê bình nghiên cứu phi pháp của Joshua. Nhóm Autobots cùng hộ tống cả nhóm đem theo hạt giống di chuyển. Nhưng lúc này đột nhiên hệ thống định vị của hạt giống được kích hoạt. Lockdown lái tàu mẹ bay trên bầu trời thành phố. Bên này còn đang bận thưởng thức âm nhạc trong xe. Lockdown đã mở cửa nam của tàu mẹ, bắt đầu hút toàn bộ vật bằng kim loại vào du thuyền. Ô tô lập tức bị hút lên trời. Thấy đội Autobots sắp trốn thoát thành công, Lockdown lại tắt nam châm đi. Chớp mắt ô tô và du thuyền rơi xuống mặt đất như mưa. Nhóm Autobot bị vật nặng và trúng người. Và Optimus suýt nữa bỏ mạng. Rất nhanh một con khủng long bị hút lên. May thay Drift đã thành công cứu được. Nhóm của Case đem theo hạt giống chật vật bỏ trốn. Lockdown vẫn luôn cảm nhận được vị trí hạt giống. Tàu mẹ đuổi theo áp sát rồi thả một du thuyền xuống. Sau khi dọn dẹp xong đám rau dưa, tàu mẹ bắt đầu hút ô tô của Case. mấy người túm chặt hạt giống và kết quả bị kéo lên khỏi mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn lôi được hạt giống xuống. Nhưng mấy con khủng long lại bị hút lên. Grimlock hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này Optimus nhắm thời cơ, một tay bám vào tòa nhà, một tay nâng pháo lên. Hệ thống nam châm bị hủy. Nhóm Autobot và khủng long thoát khỏi sự khống chế và rơi bịch xuống. Lockdown nổi giận đùng đùng nhảy xuống khỏi tàu mẹ. Optimus lập tức bị đập ngã, lại bị túm lên ném vào tường. Trong lúc giao chiến, kiếm của Optimus bị văng ra. Lockdown càng đánh càng hay. Optimus không ngừng bị ăn đòn, lại bị đấm một cú va vào tường. Lockdown nhắc thanh kiếm của Optimus lên đâm thẳng vào ngực. Vào lúc nguy cấp, Tessa và Bomber đuổi đến nơi. Bi tạm thời kéo được Lockdown ra. Case cũng ở bên cạnh hỗ trợ hỏa lực. Tessa nhân cơ hội móc cần câu vào thanh kiếm trên người Optimus, sau đó xên dẫm hết chân ga, rút kiếm ra giúp Optimus thoát thân. Optimus lập tức nhảy lên chém Lockdown làm đôi, và đội quân của Lockdown được đạo diễn cho nổ để ăn mừng. Cuối cùng nhóm Autobot cũng giành được thắng lợi, con người thoát khỏi nguy hiểm. Optimus trả lại tự do cho robot khủng long. Tiếp đó nó tạm biệt nhóm Case, đem theo hạt giống rời khỏi trái đất, bay vào vũ trụ, đi tìm thượng đế tạo lập thần bí kia. Ở bên này, Galvatron đang ở trên đỉnh núi nhìn thành phố đã trở về bình thường, chuẩn bị cho lần báo thủ tiếp theo. Optimus bay nhanh trong vũ trụ, rất nhanh đã về đến nhà là hành tinh Cybertron. Cảnh trước mắt khiến anh kinh ngạc. Quê nhà giờ đây thành một bãi hoang tàn. Rất nhanh đi đến một cung điện và ở chính giữa là một Transformer mini. Cô ta chính là Quintessa, thủy tổ của sự sống tạo ra Transformer. Optimus vung kiếm, ai ngờ Quintessa chỉ hất tay một cái. Kiếm của Optimus đã bị khắc chế. Quả nhiên thực lực của thủy tổ sự sống không thể nghi ngờ. Vừa khen Megatron hiểu chuyện vừa cho Optimus một cái tát. Một dấu tay màu đỏ lập tức hiện trên mặt. Optimus dường như biến thành người khác, cung kính và tuân lệnh Quintessa. Nemesis Prime hắc hóa chính thức xuất hiện. Trong cung điện, Quintessa nói với Optimus rằng 1000 năm trước có một cây trượng. Người sở hữu nó có thể tạo ra mọi thứ. Nhưng 12 hộ vệ của đã phản bội và giấu đi cây trượng ở dưới trái đất. Mệnh lệnh đầu tiên của Quintessa chính là bảo Optimus đến trái đất cướp lại cây trượng. Optimus không hề biết trái đất thực ra chính là Unicron, kẻ thù truyền kiếp của Quintessa. Chỉ cần có cây trượng, Quintessa có thể rút cạn sự sống của trái đất để có thể phục hồi lại kỷ nguyên Cybertron. Đồng thời cũng có nghĩa là trái đất sẽ bị hủy diệt. Optimus đã bị tẩy não hắc hóa thành Nemesis Prime, đương nhiên răm rắp nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Lúc này trái đất cũng không hề hòa bình. Cũng không biết tại sao, mỗi ngày có rất nhiều Transformers đến đây. Hiệp hội đa quốc gia Transformers Restriction Force, viết tắt là TRF, đã được thành lập với mục đích tiêu diệt tất cả Transformers. Họ quy toàn bộ Transformers thành người xâm nhập phi pháp. Chỉ có Case vẫn tình nguyện kêu mang phe Autobot, dẫn họ trốn sự truy sát của TRF, nhưng chính anh ta cũng bị liệt vào tội phạm truy nã. Hôm đó Case vô tình phát hiện một Autobot màu xanh. Trước khi lâm chung, ông ta giao cho Case một chiếc búa kim loại, dặn dò vài câu bằng tiếng Cybertron rồi ngừng thở. Case vừa định rời đi thì vô số khẩu súng ngắm chuẩn vào anh ta. Quân đội của TRF đã bao vây đến gần, nhưng anh ta không hề hoảng sợ vì có vệ sĩ sắp đến nơi. Bomber vừa biến hình xong đã bị đánh tanh bành. Hóa ra đây là cách biến hình mới Bomber vừa học được. Sau khi lắp ráp lại và lập tức tóm lấy đội trưởng của TRF, không ngoài dự đoán họ đã rút lui thành công. Nhưng họ không hề biết mọi chuyện đều đã bị Barathees của phe Deception chứng kiến và quay về báo cho Megatron. Megatron nghe xong vô cùng tức giận. Hóa ra chiếc bùa kim loại mới là mục tiêu của hắn. Từ vết đỏ trên mặt của Megatron không khó để phát hiện, giờ hắn cũng trở thành con rối của Quintessa. Trong lâu đài Frogam nước Anh, Transformer Copman dẫn chủ nhân xuống dưới hầm. Anh ta nói với nhà quý tộc ngài Edmund Burton rằng tấm bùa đã xuất hiện và gia tộc Burton đã đợi ngày này hơn 1.600 năm. Hóa ra 1.600 năm trước, hộ vệ của Quintessa đã trao cây trượng cho Merlin, và hơn nữa cây trượng đã nhận chủ nhân. Từ đó chỉ có Merlin và hậu duệ của ông ta mới có thể dùng được. Gia tộc của Burton vẫn luôn giữ bí mật này. Nghe nói chỉ cần tấm bùa xuất hiện, trái đất sẽ đối diện với thảm họa cực kỳ tàn khốc. Chỉ có hậu vệ được chọn và hậu duệ của Merlin mới có khả năng xoay chuyển tình thế. Rất khó có thể tin rằng trái đất đột nhiên lại mọc ra 6 cái sừng thế này. Chúng vẫn luôn điên cuồng nhô lên với tốc độ mỗi ngày vài mét. Quan trọng hơn là vệ tinh hiển thị bên cạnh những cái sừng này và có tín hiệu của Megatron. Phía quân đội nhất thời chưa tìm ra được nguyên nhân. Chính vào lúc này quân đội nhận được tin, Megatron đã bắt cóc hai quản lý của CIA đòi phải thả thuộc hạ của mình ra. Phía quân đội quyết định thương lượng. Rất nhanh Megatron đã đến nơi. Yêu cầu đầu tiên của hắn chính là thả Mohawk ra. Quân đội kiểm tra tên này không có gì nguy hiểm liền gật đầu đồng ý. Thứ hai là Dreadbolt và tên này không hề đơn giản. Bị bắt vì cướp ngân hàng cố ý gây thương tích. Hạ sát một lúc 9 người nên quân đội liền từ chối. Megatron nổi giận đùng đùng đang tính ra tay. Chuyên gia đàm phán cân nhắc rồi nói nếu như gắn thiết bị định vị vào vẫn có thể thả. Trong công xưởng ô tô bỏ hoang, Griff luyện tập thể thao còn Crosshair ở bên cạnh tu tâm dưỡng tính. Case dẫn Bomber quay về lập tức quát con khủng long Grimlock. Đây đã là lần thứ 99 nó ăn vụng xe rồi. Xem ra không có Optimus một mình Case quản lý đội Autobot sắp điên đến nơi. Sau đó Day Trader đến, mưu sinh bằng việc bán tin tình báo. Ông ta đem đến cho Case hộp giọng nói của Bomber. Bên này Bomber vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng nói lại được. Sau đó Case bận rộn một hồi và sửa được giọng nói cho Bomber. Chính vào lúc này chuông cảnh báo vang lên. Megatron đã đuổi đến. Để yểm hộ những người khác rút lui thì Hound xung phong ở lại cắt đuôi. Megatron dẫn theo đội quân đến nơi thì đã không thấy những người khác đâu. Và chỉ còn lại một mình Hound. Những cú tấn công của Hound không làm được gì Megatron. Thậm chí bị phản công một cú bắn đã khiến Hound lập tức bay màu. Rõ ràng lần này nguy hiểm thật sự đã đến. Trong thị trấn bỏ hoang Cross phát hiện thiết bị định vị trên người Bomber. Từ đó một ý nghĩ táo bạo hiện lên. Case bố trí bẫy những Autobot khác nấp vào các vị trí mai phục. Rất nhanh Megatron đã đuổi đến nhưng chỉ phát hiện Brains. Hắn nhấc Brains lên và định bóp nghẹt. Chiếc bùa trong tay Case đột nhiên như có ý thức rồi gắn vào cánh tay anh ta. Khi phản ứng lại nổ một nhát đạn rồi bấm công tác. Đội quân của Megatron gần như bị quét sạch. Megatron điên cuồng đuổi theo hai người mà không biết đã rơi vào bẫy. Grimlock xông ra chặn đường. Griff và Cross phối hợp ăn ý với nhau. Một tên bị chặt tay sau đó đầu cũng rơi. Thấy đang vào thế hạ phong, Megatron đành dẫn đội quân rút lui. Một tên chạy chậm bị Bomber nổ một cú biến thành đống sắt vụn. Vốn tưởng rằng đã an toàn, lúc này vô số drone đuổi đến. Hơn nữa nó không quan tâm người khác chỉ nhắm vào mình Case. Anh ta bị đẩy ra ngoài may thay túm được lan can. Rồi các drone điên cuồng nổ súng. Case phát hiện bản thân không bị thương, liên nhảy lên các drone chủ. Rồi một hồi bay trên không trung mới làm hỏng được động cơ của nó. Cùng lúc đó Transformer Copman xuất hiện. Có ai ngờ rằng một Transformer nhỏ như vậy mà sức mạnh không phải giảm vừa. Copman nói với Case rằng chiếc bùa đã nhận chủ nhân giờ anh ta chính là hộ vệ cuối cùng trên trái đất. Để giải đáp thắc mắc Copman liền dẫn Case lên đường. Trong lâu đài Frogan nước Anh của Burton, một chiếc xe tăng đột nhiên ngã đạn. Và nó cũng là Transformer chính hiệu, bởi vì đã cao tuổi còn mắc bệnh Alzheimer. Case còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một chiếc Lamborghini phóng như bay đến. Nó chính là Hot Rod nổi tiếng sau này. Cô gái trên xe chính là hậu duệ của Merlin tên Vivian Wembley. Rất rõ ràng Vivian Wembley cũng không phải tự nguyện đến đây. Sau đó Burton giới thiệu về lịch sử cho hai người biết. Hóa ra Burton chính là thành viên cuối cùng của dòng họ Wickwickan, đã có lịch sử hơn 1.600 năm. Gia tộc vẫn luôn bảo vệ một bí mật. 1.600 năm trước, 12 hộ vệ của Quintessa và 12 pháp sư đã hợp thành một con rồng hùng mạnh để cùng bảo vệ cây trượng Merlin, và chỉ có hậu duệ của Merlin mới có thể sử dụng được. Gia tộc này đã có lời tiên tri, khi chiếc bùa này nhận chủ, trái đất sẽ gặp thảm họa. Chỉ có hộ vệ và hậu duệ của Merlin mới có thể thay đổi tình thế. Case và Vivian Wembley chính là hậu vệ và hậu duệ. Lúc này Case mới hiểu rằng, hóa ra mục tiêu của Megatron không phải là Autobot mà bản thân mình. Trong lúc nói chuyện Copman vội vàng chạy vào, báo rằng MI6 và TRF đang đến đây. Cả nhóm đành phải rời đi ngay lập tức. Hot Rod xung phong ở lại cắt đuôi. Vừa gặp nhau đã dùng chiêu ngưng động, đánh cho quân đội không kịp trở tay. Bomber dẫn theo Case và Vivian vội vàng bỏ chạy. Chính vào lúc này nguy hiểm lớn hơn đang đến gần. Qua tài liệu của gia tộc Burton phát hiện trái đất và Cybertron giống như hai kẻ địch, sẽ đối đầu trực tiếp cho đến khi không còn sự sống mới thôi. Stonehenge chính là nơi có thể giúp trái đất chống lại Cybertron. Quả nhiên lúc này Cybertron đang tiến gần đến trái đất. Ở bên này để tìm được cây trượng, Vivian và Case điên cuồng lục lọi trong phòng. Cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Họ phát hiện trong một mảnh giấy kẹp trong quyển sách, có viết vị trí có thể tìm được cây trượng chính là Viện Bảo tàng Hải quân. Lúc này TRF vẫn đang bám chặt theo hai người. May thay hai người chạy khá nhanh còn tiện thể báo cho Burton. Không dừng lại ở đó, Megatron cũng tham gia vào cuộc truy đuổi. Bomber bị Baratius bám giết không buông. anh ta đành phải biến hình để đối phó. Baratius bị bắn văng mấy trăm mét, cả ba liền xuất phát đến Viện Bảo tàng Hải quân. Rất nhanh họ gặp nhau trong một tàu ngầm. TRF nhận được tin tàu ngầm từ Thế chiến thứ hai đột nhiên nhổ neo từ Viện Bảo tàng. Không sai, cả nhóm đang lái tàu ngầm rời đi. Bomber cũng bám theo sau. Bên này Burton tìm đến Thủ tướng, dùng thân phận là người của gia tộc Wickwican, yêu cầu Thủ tướng phái toàn bộ quân đội, toàn bộ hỏa lực để đối phó với mối nguy này. Dưới đáy biển đi xuyên qua vô số tàn tích, một phi thuyền khổng lồ hiện ra trước mắt. Case vô tình phát hiện một căn mật thất, rồi men theo dây thừng xuống dưới. Nơi này là một cung điện cực kỳ lớn. Case vừa nhìn là nhận ra đây là một lăng mộ. Thứ sừng sững hai bên chính là 12 hộ vệ. Có điều hình như đều không còn sống nữa. Vivian đặt tay lên bàn tế vô tình khởi động công tác. Sau đó một cái quan tài xuất hiện. Hai người hợp lực mở quan tài ra. Người nằm bên trong có vẻ là Merlin. Nhưng Case hơi thắc mắc. Cây trượng có thể tiêu hủy trái đất lại là một cây gậy gỗ. Hai người đều cho rằng đây là thuật che mắt, có thể cây trượng ở chỗ khác. Đột nhiên một con Transformer vốn đã ngủ yên nay lại sống dậy. Nghĩ hai người là kẻ trộm mộ nên điên cuồng tấn công. Họ đành phải co căng hải chạy. Lúc này quân đội của TRF đến nơi. Case chủ động làm mồi thu hút sự chú ý, để cho quân đội tung hết hỏa lực mới bắn nó rơi xuống vực. Trong lúc hỗn loạn Vivian nhặt cây gậy lên. Một giây sau cây trượng được kích hoạt. Ký ức xa xưa hiện lên trong đầu cô ta. TRF uy hiếp Vivian giao cây trượng ra. Trong lúc giằng co do vừa nãy máu của hậu duệ Merlin đã kích hoạt cây trượng. Kỵ sĩ bên trong lăng mộ cũng bị đánh thức, bắt đầu phản công đội quân trong này. TRF không kịp trở tay chỉ biết co chân bỏ trốn. Đột nhiên lại thêm một con sông đến sau lưng. Và người đến đó chính là Nemesis Prime đã bị hắc hóa. Trong mắt anh ta chỉ có cây trượng. Case không dám tin vào mắt mình. Người bạn thân thiết bao lâu nay như trở thành người khác. Hơn nữa còn không nhận ra anh. Nhưng Case vẫn khuyên Vivian giao cây trượng cho Nemesis Prime. Đội quân TRF ở phía sau vẫn cố chấp chống trả, nhưng rất nhanh đã bị bắn tan tác. Lúc này Case mới xác nhận rằng Optimus đã bị tẩy não. Bomber đến nơi cũng không dám tin người trước mặt là Optimus. Trên mặt biển phi thuyền khổng lồ trồi lên. Hai Autobots đang chiến đấu bên trên chính là Bomber và Nemesis Prime đã hắc hóa. Một bên vì trái đất, một bên vì Quintessa. Bomber vung vũ khí lên quật mạnh vào đối phương. Tiếp đó là một chiêu lên gối đập đầu. Trận đấu của hai người vô cùng gay cấn. Nemesis Prime tay không xé bay cửa xe của Bomber rồi ném ra xa. Phi thuyền lắc lư khiến hai người mất thăng bằng. Phản ứng lại Optimus túng cổ Bomber rồi xé rách mặt nạ. Và lúc sắp tử trận Bomber đột nhiên mở miệng ra nói: "Tôi là Bomber, người bạn lâu năm của ông." Dường như giọng nói này đã đánh thức Optimus. Phải biết rằng từ sau trận Cybertron Bomber chưa từng mở miệng ra nói. Optimus biết rằng mình đã làm sai, không có mặt mũi nhìn bạn bè. Nhưng đã quá muộn, một quả bom nổ bên cạnh hất văng anh ta. Megatron dũng mãnh tiếp đất cướp lấy cây trượng, không ở lại lâu và thẳng thừng bỏ đi. Ở Stonehenge, Megatron cầm theo cây trượng đợi Quintessa đến tiếp ứng. Burton tiến lại gần vì sứ mệnh của gia tộc. Ông ta không hề chùn bước. Quân đội thấy vậy cũng nổ súng tấn công. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, Megatron nổi điên. Burton bị hạ gục trong chớp mắt. Megatron nhân lúc hỗn loạn trốn mất. Cotman nhìn chủ nhân đang thoi thóp hết lên cầu nguyện. Trong số những bá tước mà tôi được vinh hạnh phục vụ, ông chính là người tuyệt nhất. 12 hộ vệ xông ra từ trong phi thuyền thì đã quá muộn. Chút toàn bộ cơn giận lên người Optimus. Optimus cũng không đánh trả. Thân là thủ lĩnh chỉ có cái chết mới có thể trục tội. Và lúc hộ vệ chuẩn bị tung đòn chí mạng, Case hét lớn, tự nhiên chiếc búa biến thành một thanh kiếm. Và cái này dường như khiến các hộ vệ nhớ lại khung cảnh trận ngày trước. Họ quyết định hỗ trợ hộ vệ cuối cùng là Case để thay đổi cục diện. Case hiểu rõ không có Optimus, một mình anh ta không thể làm được. Sau khi được khuyên nhủ 7749 các câu đạo lý, Optimus đã xốc lại tinh thần và đứng dậy. Lúc này ở trên Cybertron, Megatron do nộp cây trượng cho Quintessa. Đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Lập tức cắm cây trượng vào trận pháp, dùng bản thân làm câu dẫn bắt đầu điên cuồng hút năng lượng của trái đất. Cybertron ở trên không trung đang dần dần hồi phục. Khi năng lượng của trái đất cạn kiệt, Cybertron sẽ được hồi sinh. Mọi người không còn thời gian để do dự nữa. Case và Vivian lên máy bay đến Cybertron. Nhóm Autobot cũng lần lượt xuất phát. Trên bầu trời vô số máy bay chiến đấu bị bắn rơi. Vừa tiếp đất, Megatron đã dẫn theo đội quân tấn công con người. Câu thêm giờ cho Quintessa. Trận chiến vô cùng ác liệt, rất nhiều người thiệt mạng. Bomber và Hound đã đến chiến trường. Megatron cưỡi khủng long ba đầu hùng dũng tiếp đất, rồi lao đến tìm mục tiêu địch hạ sát. Optimus cầu trượt qua háng để né được đòn, rồi tung một cú đâm vào đầu nó. Sau khi bị tiêu diệt phân hủy biến thành 6 con, Optimus dùng hết hỏa lực quay 360 độ, một nhát chém diệt 6 đầu. Optimus lên tiếng ra lệnh cho Autobot tấn công. Trước cửa cung điện thì Optimus và Megatron giao chiến với nhau, yểm hộ cho Case và Vivian vào trong. Đột nhiên quân đội kích nổ khoang tàu. Họ thử dùng cách này để tiêu hủy Cybertron, nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì mấy. Bên này Hound đối đầu với Megatron và dùng hết bộ kỹ năng của mình. Megatron bị bắn văng, rồi toàn bộ đội quân Autobots xông lên bắt đầu bao vây Megatron. Optimus nhân cơ hội đánh lén rồi tung một cú đạp, khiến Megatron ra khỏi trận chiến. Lúc này trận pháp của Quintessa đã khởi động được 8-9 phần. Năng lượng cực lớn khiến xung quanh mất trọng lực. Vivian túm được cây trượng nhưng không sao rút ra được. Optimus quay về chém vang Quintessa. Cây trượng cũng bị chặt gãy. Vivian lúc này rút được cây trượng, giờ trái đất mới thoát khỏi mối nguy. Quintessa tức giận thử dùng tia chớp để chống lại Optimus. May thay có Bomber xuất hiện giúp đỡ tiễn vong, bởi vì cây trượng bị phá hủy trọng lực đã quay trở lại. Case và Vivian đều rơi xuống dưới. Hot Rod dùng siêu năng lực ngưng đọng thời gian. Và vào phút nguy cấp, Optimus cứu được hai người. Trên trái đất tàn tích của Cybertron không ngừng rơi xuống. Trong biển khói bụi Optimus xuất hiện. Bên trong còn có Case và Vivian. Nhóm Autobots lại lần nữa giải cứu trái đất. Phần 5 của bộ phim Robot Đại Chiến đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận video mới nhất từ phần 6 và cũng như ủng hộ Quinun. Hẹn gặp lại các bạn ở các review tiếp theo. Cô gái này chi ra 5 triệu Việt Nam đồng để mua về một chiếc xe cũ. Điều hòa 2 chiều mát lạnh, động cơ êm như chó thở. Nhưng không ngờ vừa mang về Gaza đã rụng một thứ bên dưới. Cô gái ngay lập tức bị tráng váng luôn rồi, nhanh chóng cúi xuống xem xét. Muốn tìm hiểu xem là đồ gì dụng. Kết quả không tìm hiểu thì thôi, vừa tìm hiểu liền bị dọa cho ngã ra đất. Tại sao chiếc xe này lại là một con robot biến hình được? Thì cùng Queen theo dõi hết bộ phim hôm nay nha. Charlie là một sinh viên đại học, bố mất vì bệnh tim. Cô cùng với mẹ và bố dượng, con trai ông ta sống một nhà. Nhưng Charlie còn không được đối xử bằng chú chó kia. Qua 12 giờ là sinh nhật cô nhưng họ còn chẳng chuẩn bị gì cho sinh nhật của cô. Charlie thất vọng rồi ngồi một góc nhớ bố mình. Ngày hôm sau mẹ vui vẻ lấy ra món quà sinh nhật cho cô. Thì ra đó là một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu loè loẹt. Đây chính là món quà tệ nhất với độ tuổi đôi mươi của Charlie. Cô quyết tâm tự tặng mình một chiếc xe trong ngày đặc biệt này. Nhưng trong túi chỉ còn mỗi 200 đô tích góp suốt bao nhiêu năm. Rồi phi đến chỗ ông chủ thu mua phế liệu đồ cũ. Và hỏi ông chủ tại đó hôm nay sinh nhật cháu bác có giảm giá không? Ông lão không lập tức hôm nay ta sẽ tặng cháu luôn không phải mất tiền gì cả. Biết là tặng thì thích thật nhưng Charlie chỉ lấy chiếc xe cực kỳ lâu đời ở đây. Cô đến gần chiếc xe. Qua một buổi sửa chữa cuối cùng xe cũng khởi động được rồi lái xe về nhà. Chỉ là một chiếc xe được ông chú tặng, vậy mà lại biến thành một người máy. Nhưng một màn biến hình này khiến Charlie bị dọa cho ngớ người luôn rồi. Charlie can đảm đứng lên, muốn đến gần hơn một chút. Nhưng điều đó đã làm người máy bị dọa sợ rồi tìm một góc nấp vào đó. Nhìn chằm chằm Charlie bằng hai con mắt rồi sợ hãi đứng lên. Thấy vậy Charlie vội vàng cất cờ lê trên tay đi, biểu thị rằng mình không hề có ác ý. Lúc này người máy mới thả lòng cảnh giác. Cứ vậy cả hai đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Charlie đặt cho nó một cái tên là Bumblebee vì nó có hai cái anten trên đầu. Hôm sau Charlie tâm trạng vui lên rất nhiều. Sau đó đi đến nhà kho xem thì không thấy xe đâu. Quay vào nhà thì em trai nói mẹ lái bên rồi. Charlie phi xe đạp điện đuổi theo xế hộp mới. Vì nhìn thấy người quen Bumblebee liền giơ tay vẫy. Làm Charlie sợ hết hồn cái lọ cồn còn nguyên. Rồi vội bảo mẹ dừng xe lại vì xe này vẫn chưa sửa xong. Ở một diễn biến khác, Cliff Jumper và Dropkick đã đến trái đất. Chúng thương lượng với quân đội loài người, muốn mượn hệ thống vệ tinh toàn cầu để tìm Bumblebee. Đội trưởng John Cena kiên quyết không đồng ý, nhưng tiến sĩ nói có thể xin phép cấp trên. Thế là hai tên Decepticon đi cùng họ về doanh trại. Bên này Bumblebee không có một chút trí nhớ nào trong CPU cả. Thế này Charlie phải dạy nó cách tự vệ. Nếu họ phát hiện ra cậu sẽ nhốt vào phòng thí nghiệm, rồi cắt thành nhiều mảnh để họ phân tích kỹ thuật. Vậy nên nếu có người đến thì cậu phải làm gì? Charlie giả vờ có nhiều người đến thật kìa rồi nhanh chóng chạy nấp sau tảng đá. Chờ một lúc lâu ngẩng mặt lên thì thấy như này. Xem ra nó không chỉ mất trí nhớ mà IQ cũng chỉ là đứa trẻ to xác. Charlie nỗ lực để nó nhớ lại mình là ai và đây là đâu. Cô vô tình động vào thiết bị ở ngực nó. Rồi một ảo ảnh xuất hiện ký ức của Bumblebee ùa về. Ở hành tinh Cybertron, thủ lĩnh Optimus bị đánh bại bởi một đám Decepticon. Tất cả chúng cùng bao vây vị thủ lĩnh. Hy vọng duy nhất lúc này là Bumblebee thoát ra được. Nhưng đoạn dữ liệu không hoàn chỉnh và nó vẫn không biết mình đến trái đất làm gì. Ở Bộ Quốc phòng, hai tên Decepticon có được sự tin tưởng của loài người. Chúng lợi dụng hệ thống vệ tinh để tìm kiếm sự biến hóa năng lượng trên toàn cầu. Đội trưởng John Cena hỏi đại tướng, sao lại đồng ý để người ngoài hành tinh tùy tiện như vậy được? Đại tướng đã có chủ ý của riêng mình. Đợi chúng mình được B127 thì chúng ta thu lưới một mẻ. Bumblebee bên này về nhà ngồi xem TV và còn bắt chước tình tiết trong phim. Charlie đổi cho nó một cái loa phát khác, sau đó nó lắc lư theo nhạc. Cứ hưởng cuộc đời như này thì sao đánh lại bọn Decepticon. Lúc này cậu hàng xóm yêu thầm Charlie đang đứng bên ngoài, lấy hết dũng khí vào nhà nàng để tỏ tình. Vừa mở cửa thì hết hồn. Charlie vội trấn an cậu và nói rằng con robot này rất thân thiện. IQ rất là thấp, hai người chắc chắn sẽ hợp nhau. Trước khi đi cô đã đến nhà kho nói với Bumblebee là đừng chạy lung tung. Nhưng không ngờ rằng Charlie vừa đi khỏi, Bumblebee đã không an phận rồi. Bỏ tấm bạt phủ xe ra khỏi mặt thì kết quả dọa cho anh chó sợ hãi bỏ chạy. Thế rồi nó lại học chó bò bằng bốn chân và cũng muốn bò từ lỗ nhỏ chui ra. Nhưng vừa chạm nhẹ một cái, cứ vậy nghiêng người một chút, thành công vào đến phòng khách. Nhưng vừa đứng dậy thì suýt chút nữa làm hỏng đèn trần. Kết quả lại vô tình làm rơi bức ảnh trên tường. Tiếp đến phát hiện trên bàn có thứ gì đó hay, định lau bàn nhưng lại thành lật tung cái bàn lên. Sau đó liền bắt đầu lùi lại, hoảng quá liền không cẩn thận va vào tivi. Rồi lại tự dưng lại tò mò về tivi, lại suýt nữa đè chết anh chó. Không dễ gì mới ngồi xuống được. Kết quả chưa đến 2 giây kẹt một tiếng khiến sofa sập xuống. Lúc này lại phát hiện ra một thứ mới, đó là máy pha cà phê lại thu hút sự chú ý của Bumblebee. Nhấc cốc lên thành công đổ cà phê xuống dưới đất. Tiếp đến dùng một ngón tay nhỏ xíu quay kim đồng hồ. Kết quả chạm đúng điểm G, nước ào ào rơi xuống. Trong lúc vội vã liền cầm luôn nó lên. Nhìn vào phích cắm lại bối rối một lần nữa. Kết quả là dưới sự hướng dẫn của anh chó thành công đến ổ cắm trước mặt. Dùng móng tay nhỏ chọc vào. Cậu bé ngoan đã làm toàn bộ khu phố mất điện. Charlie tan làm về nhà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chóng váng đầu óc luôn rồi. Đây là một robot đã mắc lỗi nhưng giờ phút này lại trông như một đứa trẻ. Đến trước mặt phụ huynh nghe giáo huấn, rồi không ngừng nũng nịu rồi biến hình lại thành chiếc xe. Đợi Charlie nhắc nhở xong lại biến thành một người máy lủi thủi trở về Gaza. Charlie nhìn căn phòng vô cùng bừa bộn thầm nghĩ may mà mẹ chưa phát hiện ra. Kết quả sợ cái gì cái đó đến liền, mẹ đã về đến nhà. Vừa bước vào nhà đã choáng váng. Ôi má ơi, nhà có trộm sao? Còn chưa đợi mẹ nổi cơn thịnh nộ, Charlie nhanh chóng đưa Bumblebee đi chỗ khác, lái xe đưa chú ong nhỏ đến tận bãi biển. Kết quả đi đến đâu cũng gặp phiền phức. Có một cô bạn nhìn thấy Charlie đi một chiếc xe cũ kỹ, liền đi đến chế giễu cô, đây là chiếc xe của bà nội cô à? Và khoe chiếc xe bảo bối 325 của mình, khiến Charlie muốn khóc ngay lập tức. Lúc này bạn trai ngồi bên cạnh không nhịn tiếp được nữa, đề nghị có thể dùng Bumblebee báo thù. Cứ như vậy họ chờ đến tối bắt đầu hành động. Chỉ thấy ông bạn lấy trứng gà từ nhà đến, sau đó ngắm chuẩn vào con xe 325 ném cái bịch lên cửa kính xe. Bumblebee nhìn cái liền hiểu ra, giật lấy cả hộp trứng đến bên cạnh con xe. Chỉ thấy anh đập hai tay vào nhau khi là đang làm pizza, rồi biến chiếc xe thành một cái bánh pizza sắt. Điều này khiến hai người đứng ở phía bên kia rất vui vẻ. Bumblebee cũng trở nên phấn khích. Kết quả nhiệt tình quá trực tiếp đập luôn cái xe. Chuyện này khiến hai cu cháu đừng ngoài chết đứng luôn. Tiếp đến lại nhảy lên nóc xe quẩy. Tiếng còi báo động vang lên ngay lập tức đánh thức gia chủ. Lúc này Charlie nhanh chóng bảo Bumblebee trốn đi. Kết quả Bumblebee dựng chiếc xe lên trốn tại chỗ, lại còn lấy hai tay ôm đầu. Sau đó Charlie thực hiện một cử chỉ rút lui khác. Lúc này Bumblebee mới phản ứng lại, biến thành hình dạng ô tô rồi ba người lập tức chuồn chuồn. Lúc này Tina vừa đắp mặt nạ đi ra nhìn thấy chiếc xe bảo bối của mình bị nát tan tành. Phía bên kia Bumblebee chạy với tốc độ 180 km. Trùng hợp gặp ngay phải xe cảnh sát, rồi bắt đầu đuổi theo. Đuổi đến đường hầm thấy sắp bị đuổi kịp, Bumblebee đột nhiên ngã hai ghế xuống, làm hai người lúc đó còn bối rối hơn. Báo cáo tiểu đội có một chiếc ô tô cổ chạy quá tốc độ, hơn nữa hình như còn là một chiếc xe không người lái. Không còn cách nào cảnh sát chỉ đành ép chú ong nhỏ vào tường. Nhưng nào ngờ rằng Bumblebee nhảy luôn lên trên tường, xoay 360 độ trên không trung. Cuối cùng ngồi luôn lên mui xe cảnh sát và thành công trốn thoát. Chuyển cảnh đến hai chiếc xe Mustang nhưng đây không phải là chiếc xe bình thường, đi đến trước con người liền biến hình. Ngay lập tức biến thành hai con robot cao 8m6. Mà mục đích lần này bọn họ đến địa cầu là truy bắt Bumblebee. Sau một cuộc thương lượng bọn họ quyết định hợp tác cùng con người. Chỉ cần bắt được Bumblebee, con người sẽ có thể nhận được vũ khí của người ngoài hành tinh. Kết quả con người không biết gì. Cùng với hai tên robot này kết hợp, thông qua vệ tinh của con người, không cần tốn chút sức lực nào đã tìm thấy Bumblebee. Dưới sự giúp đỡ của con người đem Bumblebee bắt đi, sau đó treo nó lên giữa không trung bằng một sợi xích sắt bắt đầu tra khảo. Không ngờ chú ong nhỏ vậy mà lại không hề hé nửa lời. Lúc này drop kích thước rồi. Quay người 360 độ đá Bumblebee một phát bay lùi ra sau, đứt cả xiềng xích. Nhưng Bumblebee vẫn im lặng. Drop tức giận dậm chân lên ngực Bumblebee. Kết quả không ngờ vô tình kích hoạt tín hiệu của Bumblebee. Thông qua Optimus biết được Autobot sắp đến trái đất. Lúc này Cliff Jumper định dùng vệ tinh của con người thông báo cho Decepticon đến xử lý đội Autobot. Mà lúc này Bumblebee đã hết giá trị lợi dụng rồi, trực tiếp kết liễu Bumblebee. Sau đó biến thành hai cái máy bay chiến đấu bay đi. Hai robot vừa đi thì Charlie liền đuổi đến nơi. Nhìn thấy bạn thân bất tỉnh cô rất đau lòng. Đúng vào lúc này Charlie nhìn thấy điện cao áp ở bên cạnh. Dự định trở thành một bác sĩ, hướng về bạn thân bắn một phát. Nhưng không hề có chút phản ứng gì, lại tiếp một phát nữa. Cuối cùng điều kỳ diệu cũng đã xảy ra. Không những cứu sống được Bumblebee, đồng thời kích hoạt bộ nhớ chiến đấu của nó. Quân đội đến lúc này thì Bumblebee không phải là gã tay mơ nữa rồi. Phía bên kia Cliff Jumper đã thiết lập tín hiệu trên tháp. Dropkick nhấn và xả pin năng lượng dưới tháp. Tháp tín hiệu ngay lập tức phát ra một ánh sáng xanh. Nhưng ngay khi chuẩn bị phát tín hiệu đi thì Bumblebee đuổi đến kịp lúc. Sau khi đem Charlie giấu đi, đưa tay lên tháp tín hiệu bắn mấy phát. Sau đó chiến đấu với hai robot. Bumblebee hồi phục trí nhớ chiến đấu vô cùng bùng nổ. Dropkick bị đánh cho choáng váng đầu óc. Cuối cùng kết thúc sinh mạng bằng một sợi xích. Phía bên kia Charlie leo lên tháp tín hiệu, lấy ra kìm mang từ nhà đi muốn cắt đứt dây điện. Nhưng ai ngờ rằng bị Cliff Jumper nhìn thấy và bắn liên tiếp về phía cô. Sau đó biến thành một máy bay chiến đấu phi đến. Nhìn thấy rằng Charlie đang trên bờ vực cửa tử. Bumblebee kịp lúc bắn cho Cliff Jumper một phát để kéo dài thời gian cho Charlie. Thành công tháo pin năng lượng. Mà Cliff Jumper nhìn thấy cảnh này vô cùng tức giận. Giơ tay lên muốn bắn Charlie. Kết quả lại bị Bumblebee chặn lại, hai người xô sát với nhau. Nhưng Bumblebee căn bản không phải là đối thủ của Cliff Jumper. Cuối cùng chọn cách cả hai cùng hy sinh thì mới tiễn được Cliff Jumper đi. Unicron đang nhăm nhe hành tinh của King Kong và các Maximo đang sinh sống. Rất nhanh vài phi thuyền đã hạ cánh, bọn chúng chính là quân tiên phong mà Unicron phải đến. Unicron không những muốn nuốt chửng hành tinh này để lấy năng lượng, mà còn nhăm nhe kỹ thuật xuyên không của phe Maximo. Nếu sở hữu chiếc khóa thời không cả vũ trụ sẽ là của hắn ta. Và lúc chiếc khóa thời không sắp bị cướp mất, King Kong lập tức xuất hiện và lóc xương con bọ cạp máy, nguy hiểm tạm thời được gỡ bỏ. Nhưng hành tinh này đã không thể cứu vãn nổi nữa. Tộc trưởng giao chìa khóa cho King Kong. Ông ta sẽ câu giờ cho mọi người bỏ trốn. Dù không muốn nhưng vì sự sống của cả nhân loại, King Kong đành đưa mọi người rời đi. Rất nhanh Scott, tay sai mạnh nhất của Unicron xuất hiện. Tộc trưởng King Kong chuẩn bị tiếp chiến. Nhưng chưa được một chiêu đã bị hạ gục. Scott giật lấy huy chương của đối phương rồi gắn chiến lợi phẩm lên giáp. Lúc này King Kong ở xa sớm đã dẫn theo đồng đội lên phi thuyền xuyên không đến trái đất lánh nạn. Lúc này ở thời gian ở trái đất là năm 1994. Noah, một anh chàng nghèo, lại lần nữa bị Bộ An ninh Mỹ từ chối khi chưa kịp phỏng vấn. Rơi vào đường cùng, anh ta đành tìm đến hút băng đảng kiếm việc và chuẩn bị cho một vụ cướp để có thể lấy tiền chữa trị bệnh cho cậu em trai. Đêm đó Noah lén lút lẻn vào hầm để xe của một tỷ phú. Bên trong đỗ vô số siêu xe lại còn hàng limited. Noah vừa nhìn đã ưng ngay con xe Porsche màu xám xanh. Nhưng anh ta lại không chú ý đến logo trên nắp xe có biểu tượng hơi lạ. Cùng lúc đó nữ chính Elena đang nghiên cứu một bức điêu khắc có hình dáng kỳ lạ. Hoa văn trên bức tượng hình dường như không đến từ trái đất. Nhưng sau khi máy quét qua một lượt, bức tượng đột nhiên vỡ tan để lộ ra một viên đá màu vàng. Vào lúc Elena nghĩ rằng mình sắp bị đuổi việc đến nơi, một tia sáng chói mắt bắn thẳng lên vũ trụ. một con robot có hình xe tải cũng chú ý đến hiện tượng khác lạ này. Lúc này Noah vẫn còn ngồi trong xe nghĩ cách khởi động xe. Đột nhiên đài trong xe phát ra giọng nói Autobot tập hợp. Và lúc anh ta còn chưa hiểu chuyện gì, bảo vệ đã phát hiện có kẻ đột nhập. Noah chỉ biết giơ tay đầu hàng. Không ngờ con xe tự khởi động, rồi tự nhấn ra nhanh chóng rời khỏi hầm để xe. Rất nhanh chiếc xe vượt tốc độ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Trên đường phố đông đúc, xe cảnh sát phía sau không ngừng tông vào đuôi xe Noah, chiếc xe bị mất lái lập tức chuyển hướng. Vào lúc nguy cấp thì con xe đột nhiên chiếu ra mấy cái bóng. Cảnh sát không hiểu chuyện gì đành đuổi đại theo một chiếc. Cuối cùng con xe rẽ vào một nhà kho bỏ hoang, rồi vứt Noah xuống đất mới hiện nguyên hình của mình. Anh ta chính là Autobot Mirager. Noah quá hoảng sợ nhặt một cái ống sắt lên. Nhưng thấy đối phương giơ họng súng lên, Noah buộc phải bình tĩnh lại. May thay đối phương không hề có ý xấu. Chính vào lúc này những Autobot khác cũng đến nơi. Họ đã ẩn nấp nhiều năm trên trái đất và đây là lần đầu tiên tiếp xúc với con người. Thấy con người xuất hiện, Optimus lập tức trở nên cảnh giác. Noah bị Optimus nhấc bổng anh chàng lên. Mắt Axie chiếu tia laser quét qua người Noah để lấy thông tin. Thấy đối phương không phải gián điệp thì Optimus mới hạ cảnh giác. Hóa ra họ đang bị mắc kẹt ở trái đất. Sự xuất hiện của chiếc khóa thời không khiến họ tìm ra cách quay trở về hành tinh Cybertron. Nhưng lộ diện như thế này chắc chắn bị phát hiện. Bomber đề xuất cho nổ luôn bảo tàng để tìm chiếc khóa. Nhưng Axie lại lo lắng làm vậy sẽ gây thù địch với con người. Mirager nhanh trí nói chi bằng nhờ Noah giúp đỡ trộm chiếc khóa từ trong bảo tàng. Đổi lại anh ta sẽ nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh. Nghĩ em trai đang bệnh nặng còn đợi tiền để chữa trị, Noah không hề do dự đồng ý với điều kiện. Nhân lúc trời tối, Mirager biến thành xe chở rác đưa Noah vào trong bảo tàng. Nhưng cùng lúc đó ba thiên thạch rơi xuống trái đất. Chính là Scott và đàn em đã tìm đến do nhìn thấy tia sáng phát ra từ chiếc khóa thời không. Đột nhiên cả bảo tàng bị ngắt điện. Elena cảm thấy bất thường, liền cầm viên đá chuẩn bị rời đi, vừa hay đụng mặt Noah ngay trước cửa. Bất luận Noah có giải thích thế nào thì Elena vẫn xem anh ta là trộm. Rất nhanh bảo vệ nghe thấy động tĩnh cũng tìm đến nhưng một giây sau. Tiếp theo hai con trùng chui ra từ sau lưng Scott rồi đuổi theo hai người. Vào lúc Elena và Noah sắp chết dưới họng pháo của kẻ địch, Optimus dẫn theo đội quân đuổi đến nơi hai bên lập tức lao vào hỗn chiến. Nhưng không ngờ đội quân Autobot hoàn toàn không phải đối thủ của Scott. Optimus với vũ khí trong tay cũng không địch lại được hắn. Ở bên này Noah và Elena chật vật chạy ra khỏi bảo tàng. Nhưng năng lượng tỏa ra từ chiếc khóa trên tay Noah đã thu hút sự chú ý của Scott. Hai bên lao vào giao chiến ác liệt. Thấy chiếc khóa rơi xuống đất, Scott vung một cú hất bay Bomber. Optimus đánh lén sau lưng cũng không hề thành công. Không những cánh tay bị đâm xuyên còn bị đè xuống dưới cột. Vào lúc hắn móc dao ra chuẩn bị lấy mạng Optimus, Bomber đã lao vào để rồi bị Scott đâm xuyên cơ thể. Sau đó kết thúc bằng một cú chí mạng. Vào lúc nguy cấp đột nhiên trên trời vang lên một tiếng chim kêu. Chim sắt xuất hiện kịp thời phun lửa từ miệng để tách hai bên ra. Scott lấy được chìa khóa, không thèm chiến đấu tiếp, lập tức dẫn thuộc hạ rời đi. Cái chết thảm của Bomber khiến Optimus vô cùng áy náy và tức giận. Điều khiến ông ta lo lắng hơn là Unicron có chìa khóa thời không. Chắc chắn sẽ nuốt chọn trái đất và Cybertron. Chính vào lúc này đại bàng nói rằng Scott không hề có được chìa khóa hoàn chỉnh. Hóa ra để đề phòng bất chắc các Maximo đã chia nó ra làm hai. Nửa còn lại được giấu ở Peru. Nhận thấy vận mệnh của loài người đang đặt nặng trên vai mình, Noah không hề do dự tạm biệt em trai rồi đi theo tiếng gọi của đội quân Autobot đến Peru. Và phương tiện đi lại của họ chính là chiếc phi cơ đã có tuổi này. Rất nhanh cả nhóm đã đến Santo Domingo, nơi này được người Tây Ban Nha xây dựng ngay trên đỉnh đền Inca. Trên đỉnh đền có sóng năng lượng chứng tỏ chiếc khóa thời không đang ở đó. Nhưng hôm nay là ngày lễ Inti, lễ hội đang được tổ chức khắp thành phố. Những vụ tìm chiếc khóa đành phải giao cho Noah và Elena. Nếu cần hỗ trợ gì thì cứ báo nha. Chuyển cảnh tới hai người vào trong đền. Elena thân là chuyên gia chữ cổ rất nhanh đã phát hiện ra công tác trên mặt đất. Một chiếc giếng cổ sâu không thấy đáy đã xuất hiện trước mặt họ. Hai người lần theo cầu thang đá xuống dưới đáy. Bên trong đều là những vết tích của nền văn minh cổ đại. Đi theo chỉ dẫn bên trong hai người tìm được hòm đựng chìa khóa thời không. Nhưng khi lật hòm ra bên trong trống rỗng không có gì cả. Nhưng dòng chữ bên dưới hòm đã để lại manh mối cho họ. Trong lúc Elena chép lại dòng chữ lên tay, thì hai người phải chạy vội khi gặp vật gác đền. Qua cảm ứng nhiệt đại bàng biết được hai người ở bên dưới đang chạy về phía khu rừng, nhóm Autobots lập tức tập hợp. Lúc này Scott cũng hiện hình đuổi theo để cướp chìa khóa. Optimus lập tức dừng lại nghiêng chiến, nhưng hỏa lực không hề khiến đối phương bị thương, thậm chí còn bị hất ngã. Rồi hai bên lăn xuống vách núi. Tuy thực lực chênh lệch nhưng Optimus không hề lùi bước. Chính vào lúc này đại bàng xuất hiện kịp thời thổi năng lượng từ miệng phá hủy cây cầu, thì Optimus mới thoát khỏi lưỡi kiếm của Scott. Nhưng tiếp đó hắn ta bắn một viên đạn kỳ lạ lên trời. Đại bàng không kịp tránh một tiếng kêu lớn vang lên, và rồi cánh của nó đã bị phân hủy một mảng. Ở bên này Noah bị ép vào đường cụt mới nhớ ra vũ khí mà Mirage đưa cho mình. Giải quyết được con robot, hai người đi theo hang động vào trong rừng. Nhưng một giây sau King Kong sắt đã chặn lối ra, tránh xa bạn bè của tao ra, thế để hổ sắt lại gần cho công bằng. Các bên đang căng thẳng với nhau thì đại bàng đến nơi kịp thời mới hóa giải được hiểu lầm. King Kong nói rằng một nửa còn lại của chiếc khóa đã được ông ta giao cho một bộ lạc nguyên thủy bảo quản vào mấy trăm năm trước. King Kong sớm đã quen với cuộc sống trên trái đất nên đã xem nơi này như là nhà. Ông ta tin rằng con người cũng đáng được giải cứu. Vậy nên chỉ khi hủy chiếc khóa trái đất mới không bị Unicron nữa chừng. Thấy đối phương đã quyết, Optimus bất lực đưa ra một lời đề nghị. Có thể dùng năng lượng của chiếc khóa để hồi sinh Bomber. Nhưng King Kong nói rằng năng lượng này có tính trơ. Cần có một ngoại lực mạnh hơn bôi trơn mới kích hoạt được nó. Sáng hôm sau Elena tỉnh lại nghe thấy tiếng chim kêu kỳ lạ. Ra ngoài mới thấy đại bàng đang co giật. Dường như có một ý thức khác trong đầu đang kiểm soát thân thể của nó. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng có kẻ địch tấn công. Rõ ràng Scott đã lợi dụng đại bàng để biết được vị trí của họ. Mọi người lập tức bày binh bố trận và chuẩn bị tiếp chiến. King Kong đã trao chìa khóa cho Noah để hai người tìm một chỗ trốn đi. Mà không ngờ kẻ địch tìm đến nhanh như vậy. Noah chạy đến bên bờ sông muốn phá hủy chìa khóa. Nhưng sau khi nghe thấy Optimus cầu xin thì Noah dừng tay lại. Khi Elena nhặt chìa khóa lên, đại bàng từ trên trời lao xuống cắp cô ta bay về phía đỉnh núi. King Kong đuổi đến nơi Scott đã lấy được chiếc khóa chuẩn bị rời đi. Đại bàng bay lên sông về phía King Kong, rồi họ lộn mèo với nhau ngã xuống vùng trũng. Tuy trong lòng không nhẫn tâm, nhưng lúc này cần phải đưa ra quyết định. Còn chưa kịp đau buồn, Scott đã dùng sức mạnh của chiếc khóa mở cổng dịch chuyển thời gian. Unicron chuẩn bị đến trái đất, hủy diệt dường như là cái kết đã định. Chính vào lúc này King Kong nghĩ ra một cách khác. Hóa ra khi chìa khóa được tạo ra, bên trong có đặt mã truy cập. Chính là ký hiệu mà Elena đã chép lại được ở trong hang động. Cần phải đến anten trung tâm sử dụng mã để tắt nó. Và cây cầu nối đến chỗ anten có một đường hầm nhỏ hẹp, chỉ con người mới đi qua được. Thế là Optimus dẫn đội quân Autobot đến gần cây anten. Bắt đầu cố ý khiêu khích đối phương để đánh lạc hướng. Đã đến lúc dịch chuyển quan trọng, Scott không dám hành động hấp tấp và liền điều lệnh cho đội quân đến ngăn cản. Một trận quyết chiến ác liệt sắt toàn bằng sắt. Tiếc là không ai biết dùng nam châm cực đại. Ở bên này nhân lúc trận chiến đang diễn ra, Noah và Elena vào đường hầm để đến cây anten. Mirage dùng khả năng biến thân của mình một mình đối mặt với Scott để câu thêm giờ cho hai người. Nhưng sự chênh lệch về thực lực khiến anh ta bị kẻ địch đánh cho bầm dập. Càng gay go hơn Noah cũng bị Scott phát hiện. Và lúc nguy cấp Mirage lại lần nữa đứng dậy. Nhưng do đã bị thương anh ta cũng chỉ câu giờ được thêm chút ít. Vào lúc Scott chỉ họng pháo và Noah chuẩn bị kết thúc tất cả, thì chính vào lúc này bầu trời xuất hiện một vùng mây khổng lồ và Unicron sắp đến trái đất. Vô số quả cầu kim loại rơi xuống nơi đây, lại cộng thêm trở ngại cho đội Autobot. Chính vào lúc này Mirage đang thoi thóp đột nhiên nói, tôi cần cậu cầm lái. Và rồi từng chi tiết nhỏ tự gắn vào người anh chàng. Nhưng sức lực của một người là quá nhỏ. Hỏa lực này không thể làm được gì Scott. Hai người lao vào Innova. Nhưng lại không ai chú ý Noah. Anh đã vòng đến sau lưng Scott, rồi dùng dao dài đâm thẳng vào dây chằng của hắn ta. Lúc này tình thế lập tức đảo chiều. Elena ở bên này đã đến chỗ cây anten. Nhưng đột nhiên một con robot xông đến kéo Noah lên không trung. Mai thay Cheater phóng cây lao lên. Hai người ngã thẳng xuống dưới đất. Nhưng sau lưng lúc này toàn là nham thạch nóng chảy. Vào lúc nguy cấp chiếc máy bay chở theo Bomber đã quay trở lại. Hóa ra khi cây anten được mở, một luồng năng lượng cực lớn đã phóng ra khắp khu rừng và vô tình trở thành chất xúc tác hồi sinh lại Bomber. Anh nhảy xuống bắn nát vô số quả cầu. Lúc này Elena đến trước bàn điều khiển và bắt đầu nhập mật mã. Kẻ địch sau lưng kéo đến như nước lũ, cả nhóm cố gắng xông lên chặn đường. Trận chiến bên này cũng dần phân thắng bại. Scott bị Optimus dọa ấn vào dòng nham thạch nóng chảy. Bên này Elena đã nhập mật mã thành công. Scott điên cuồng vùng vẫy Bảng điều khiển bị nổ tung và hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Optimus kết liễu Scott. Sau đó bảo tất cả Autobots rút lui. Ông ta sẽ dùng tính mạng của mình để tiêu hủy chìa khóa. Đến Unicron ở trên không cũng kinh ngạc, đang hết mực cầu xin. Nhưng Optimus vẫn không hề lay chuyển. Cùng một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ xung quanh đều bị hút vào trong. Và lúc nguy cấp, Noah đã quay lại. Nhưng chỉ dựa vào sức của mình anh ta, hai người vẫn không thể thắng được lực hút cực mạnh. Lúc này King Kong xuất hiện rồi kéo Optimus về. Optimus nhanh chóng biến thành xe tải và té khỏi nơi này. Tuy đã mất chìa khóa và không thể trở về nhà được nữa, nhưng Optimus đã nhận ra sự lương thiện của con người. Từ đây trái đất trở thành ngôi nhà thứ hai của họ. Bộ phim Robot Biến Hình phần 6 đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Queen nha. Hẹn gặp lại các bạn vào các review tiếp theo.